Tại sao người tu mình không có những cái tư tưởng nó đơn giản bình dị quý vị xong, mà đi suy nghĩ những cái việc cao xa làm chi vậy quý vị? Trời ơi, những ngày tháng sống bình yên hạnh phúc nhất là dù là một căn nhà nho nhỏ nhưng vợ chồng có thể sống hạnh phúc. Một hai đứa con ngoan ngoãn được dạy dỗ đàng hoàng. Dù là học nhiều học ít đừng có suy nghĩ cao xa. Tự nhiên nhà có một hai đứa con, đem con mình đưa đi nước ngoài để học. Tự nhiên vợ chồng không có con bên cạnh, con mình sẽ học sao đây? Chính mình là người không tin tưởng để mình dạy con mình sao? Mà đi đem con mình đi mất tiêu. Như vậy thì những ngày tháng nghĩ rằng đây là cái chuyện lợi ích cho con của mình về sau, mà sự nghiệp cuộc đời con mình nghĩ rằng là thương con. Vậy là chưa hiểu. Chưa hiểu. Sự thương con lớn nhất là chúng ta phải làm sao bổ túc cho con mình biết được định lực nhân quả, biết đạo đức làm người mới là quan trọng. Từ hai chỗ này mà có được thì tức khắc con người có phước liền. Mà khi con người có phước thì quý vị phải tin rằng phước đó dẫn dắt con người đến chỗ tốt. Dù con người này có học nhiều cỡ nào mà con người này không có phước, không có đạo đức nha quý vị, thì tức khắc con người này bị cái nghiệp nó dẫn dắt đi vào chỗ sai. Dù là học nhiều nó cũng đi vào chỗ sai nè. Đó. Nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng một gia đình hạnh phúc không phải là suy nghĩ về tương lai quá xa vời, mà một gia đình hạnh phúc là một gia đình sống đầm ấm, đơn giản, bình dị. Vợ chồng hạnh phúc hòa thuận, gần gũi bên nhau, dạy con ngoan ngoãn đàng hoàng, không dạy con về cái phương hướng mà quá trèo cao về vật chất. Đây mới là cái góc độ sâu để hướng đến hạnh phúc 100% luôn quý vị. Nó nhiều con người chúng ta bây giờ suy nghĩ chúng ta có khi nó đi vào tiêu cực. Tiêu cực quý vị. Vì sao? Không nhìn vào cái cuộc sống hiện tại mà để đánh mất cuộc sống hiện tại để nghĩ về tương lai. Sai lầm. Trong Phật môn, Đức Thế Tôn rất có trí tuệ chỉ chúng ta cái cuộc sống hiện tại. Vì cái cuộc sống hiện tại là nó lằn theo về tương lai. Nhưng con người chúng ta bây giờ phần nhiều là đá cuộc sống hiện tại mà nghĩ về tương lai. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng chỉ có đúng một đứa con, đưa con mình đi đến một cái chỗ xa xôi để học tập, mỗi ngày ở nhà trông nhớ con của mình lo âu, nhưng trong lòng vẫn là nói với mình rằng thôi hy sinh đi, chịu khó xa con vài ba năm, 5-10 năm con mình sẽ có tương lai về một phương trời nào đó. Thấy không? Đá đổ cái sống hiện tại mà chi cầu cái tương lai. Đúng không? Rất nhiều người tại sao không sống với cái hiện tại? Thí dụ như cuộc đời đến cái thế gian này, chúng ta đâu có biết thọ mạng của người mình sao đâu. Và chúng ta sống với cõi đời này, Đức Phật đã nói là thành trụ hoại không. Bởi vì có cái xã hội nó rất nhiều kiếp nạn xảy ra bất thường. Hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là bây giờ được ở bên nhau. Quý vị công nhận không? Hạnh phúc lớn nhất là được ở bên nhau và mỗi ngày được sống vui vẻ trong một cái mái ấm gia đình. Đây là hạnh phúc lớn nhất. Còn nếu như chúng ta nghĩ về cái xa vời, biết đâu chưa được mà chúng ta đã gặp cái nạn chết chóc, là người không biết sống về cái hiện tại của mỗi ngày. Nên quý vị biết rằng những đức học Phật Pháp, những đức thấy vui vô cùng. Vì sao những đức không đi đâu hết quý vị? Vì ở một nơi cũng mở rộng khắp nơi nơi rồi, đi đâu bây giờ? Ở một nơi cũng mở rộng khắp nơi nơi rồi, nó lan tràn rộng rộng còn rộng đặc biệt hơn nhiều. Cái nguyên lý của cái lan tràn mà khó tác dụng phụ là cái nguyên lý gì quý vị biết không? Cắm cái gốc cho nó chắc, cái cành lá này nó sẽ mở rộng ra, nó đi đến đâu thì nó che mát đến đó. Mà muốn che rộng thì gốc phải chắc. Nếu cái gốc mà không chắc mà nó muốn che rộng thì nó sẽ ngã. Mà khi cái gốc mà ngã thì cành lá cũng chết luôn. Nên muốn tồn tại lâu là phải trụ một nơi cho chuẩn. Phải khuyên đạo tràng cái người ở bên cạnh mình lo tu. Đây gọi là cắm gốc sâu. Khi người ta đến đạo tràng, người ta thấy chùa mình ai cũng tu, thì người ta phát tâm người ta muốn tu theo. Thì một người đến là một người muốn tu, thì bắt đầu đây gọi là cành lá nó mở rộng, nó cứ kéo rộng ra. Ngày qua ngày đi thấy thì giống như đi chậm, nhưng thật sự thì đi nhanh. Nhưng có những người thì bỏ gốc mà chạy đi làm nhanh, nhưng cuối cùng là nó lại chậm. Chậm là gốc đã ngã.
thì công sức của mình bao nhiêu tạo ra cũng đều mất trắng hết trơn. Nên rất là nhiều một gia đình, đây là nói về một đoàn thể, một gia đình cũng bị trạng thái này xảy ra luôn. Nghĩ rằng là mở rộng gia đình sẽ có tương lai cao, nhưng không ngờ chúng ta đã đào gốc mà đi cắm tùm lum. Cuối cùng thì gốc nó cắm tùm lum, nó không có cái gốc nào chắc, thì gia đình này rất dễ tan vỡ. Quý vị coi bao nhiêu đôi vợ chồng chia tay là do gì? Muốn có tương lai sự nghiệp và sau này con cái mình không thua xúc người khác, mà hai vợ chồng lo cài mà không có thời gian hâm nóng tình vợ nghĩa vợ chồng, rồi nó xa mặt, nó cách lòng từ từ, rồi chồng của mình lại mèo mỡ, vợ của mình thì cũng có tình ý với người kia, gọi là ông ăn chả thì bà ăn nem. Cuối cùng hai vợ chồng là cái gốc như vậy, mà cái gốc nó đã bị bứng đi. Vậy thì những đứa con mình là cành lá hoa quả, nó cũng sẽ chết luôn. Nên gia đình tan nát, chúng ta không biết cách bổ túc. Bổ túc đặc biệt nhất, có luôn sự nghiệp mà có luôn hạnh phúc, là trước nhất phải đi từng tự. Từng tự là gì? Từng tự là phải bổ túc hạnh phúc trước, không có bổ túc gì tiền bạc. Vì bổ túc cái hạnh phúc trước và đạo nghĩa trước thì nó sẽ dằn chắc cái gia đình này. Rồi lúc đó tiền bạc kiếm được, nó sẽ cùng chung tay, vì bên nào cũng có tiền kiếm được là cực, nên không có ai phí phạm xài. Thì kiếm ít nhưng nó biết dành dụm và chung tay đoàn kết. Con của mình được giáo dục thì con mình không khóa của, tuy là tiền kiếm ít nhưng mà lại giữ gìn được. Gia đình này hạnh phúc thì tức khắc nó hưng thịnh về vật chất. Một gia đình cũng như vậy, và một đất nước cũng như vậy luôn. Vì mỗi một gia đình là tế bào của đất nước, nên một gia đình sẽ tính ra được một đất nước. Chỉ cần thí nghiệm một gia đình sẽ tính ra được một đất nước. Thí dụ như một người lãnh đạo, chỉ cần nhìn vào gia đình mình có góc độ sâu mà nhìn, thì mình sẽ tính ra được xây dựng đất nước làm sao. Khỏi cần nói rộng rãi gì để khó quan sát, chúng ta chỉ cần quan sát trong một thành viên gia đình vài người đó thôi, thì chúng ta sẽ thấy ra được chúng ta quản lý đất nước như thế nào là có lợi ích. Tại vì gia đình là tế bào đất nước, nhiều tế bào nhập lại thành một thể, nó phải đi từ mỗi một tế bào mà ra. Thí dụ như cơ thể chúng ta nó lớn như vậy, rất là nhiều tế bào, quý vị chỉ cần lấy kim đâm vào một tế bào trong cơ thể tức khắc đau toàn thân, đúng không? Vậy thì một gia đình ảnh hưởng là ảnh hưởng đất nước chúng ta một chút, mà nhiều gia đình ảnh hưởng thì đất nước chúng ta khó thể nào hưng thịnh được. Hãy nhớ, nếu mà quá nhiều gia đình ly dị, nhiều gia đình ly dị thì không ai dạy con đàng hoàng. Con hư thì nó sẽ làm tổn hại xã hội, gọi là tệ nạn xã hội, thì là ảnh hưởng xã hội, đúng không? Mà nếu như đôi vợ chồng này hạnh phúc dạy con đàng hoàng, thì đã dạy con đàng hoàng thì đứa con này sẽ có đạo đức, mà có đạo đức thì có tài năng thì sẽ phụng hiến cho đất nước. Như vậy thì đất nước có nhiều nhân tài, mà người trên lại có khả năng sử dụng nhân tài, có góc độ nhìn nhân tài và sử dụng nhân tài. Vậy thì đất nước này tức khắc hưng thịnh. Đất nước hưng thịnh là do có tài năng và có đạo đức. Tài năng có đạo đức, đức hạnh có tài năng. Hai cái này kết hợp lại thì nhất định đất nước này hưng thịnh. Nguyên lý là như vậy. Một gia đình cũng sẽ tính ra y gan như vậy luôn để mà sắp xếp gia đình. Trong đoàn thể cũng vậy luôn. Nó có nghĩa là nó nhỏ vẫn là bao trùm lớn, mà lớn vẫn bao trùm nhỏ, nó là một thể. Trong Phật môn đó là một thể, quý vị. Đó, nên quý vị biết rằng là nhiều người chúng ta đó là do gì nó tính về tương lai cho con trẻ mà chúng ta đã quên đi cái cuộc sống an vui của mỗi ngày. Nó quên mất tiêu đi, quý vị à. Quên mất tiêu luôn. Đó, nên có những người mà ta gặp những đức mà ta nói rằng là cho con đi nước này, nước kia để đi du học. Những đức nói tại sao quý vị không tự tin mình sanh con để nuôi con, để dạy con ta. Mà suy nghĩ việc này. Nó suy nghĩ rằng con tôi đi học nước này nước kia, vậy là con tôi cũng dữ dằn đúng không? Chưa chắc. Chưa chắc đâu. Cái người dữ dằn nhất là cái người đơn giản nhất. Cái người sống mỗi ngày vui mới là người dữ dằn. Cái người này ai gặp cũng thích chứ, đúng không? Bây giờ quý vị công nhận rằng quý vị vui, ai gặp quý vị người ta cũng thích chứ. Dù là cái miệng méo mà mỗi ngày vui người ta gặp cũng thích nữa. Miệng méo, mắt lé, mũi xịp, chân xì cụ que, tướng lùng, nghe là xấu, tướng xấu hết luôn. Chỉ có đúng một cái là người này tư tưởng vui. Tư tưởng người này vui. Mỗi ngày người này bằng áo rách luôn, nghèo luôn, nhưng mà tư tưởng người này rất vui. Quý vị vừa gặp người này cái là thích thú liền. Vừa gặp người này là thích liền, không nói chứ nha. Nếu mà mang cái hình tướng đó mà đi xin đó nghe, tự nhiên ngồi chỗ nào thì đi xin, bữa nào cũng có người đi ngang cho chứ. Vì sao? Mỗi lần mà người ta đi ngang người ta cho là mình
cười cái A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nên người ta nói tôi gặp bạn là tôi vui. Tôi á giàu sang gì mà tôi không có nụ cười nè, còn bạn mỗi ngày ngồi ngay cái chỗ này mà cầm bát xin mà bạn cười hoài, tôi ngưỡng mộ bạn, bạn hơn tôi, thấy chưa? Còn nếu như gương mặt quý vị là gương mặt tròn, chị lỗ mũi cao, miệng thì đẹp đồ ha, môi như môi son đồ ha, mắt thì long lanh như mắt bồ câu đồ ha. Nhưng mà quý vị chỉ có đúng một cái quý vị thất bại là nó phá hủy hết trơn cái tướng đó luôn, là cái tâm quý vị buồn. Cái mặt nó đẹp vô cùng mà cái tâm buồn. Khi cái tâm buồn rồi là cái mặt đẹp này quý vị biết sao không? Nó chảy. Khi buồn là cái mặt nó chảy kỳ cục lắm. Dù là môi, mũi, miệng, mắt gì đẹp, cỡ nào đẹp nhưng mà nó mặt nó chảy liền. Buồn là nó chảy. Nhìn người ta thì quý vị dễ thương không? Nghĩa là quý vị vừa gặp cái thế, cái người này đẹp vô cùng, quý vị vừa gặp một cái, gặp cái mặt dễ thương nổi không? Không. Nhưng mà cái người này nãy như Đức nói những cái tướng xấu, mà vừa gặp quý vị một cái A Di Đà Phật, hoặc là chào cô chào chú A Di Đà Phật, có nghĩa là quý vị vừa gặp người ta là thấy có mùi sưng liền, đúng không? Nhưng mà con người này đẹp vô cùng mà nó không có mùi sưng của tâm, thua rồi. Không mùi sưng của tâm là thua rồi đó. Cái nguyên lý là một con người đơn giản biết vui là đây là hạnh phúc nhất của con người. Mà nếu con người sống cả đời như vậy là hạnh phúc lớn nhất. Không có nói giàu hay nghèo, không có nói làm việc lớn việc nhỏ gì, miễn con người này vui vẻ, sống an lạc, sống tốt đẹp trong tất cả mọi hoàn cảnh, vậy là quý vị là người sống tốt, sống hạnh phúc. Mà Đức Phật dạy chúng ta là dạy nguyên lý này nè, dạy nguyên lý cho chúng ta được hạnh phúc á. Đức Phật dạy chúng ta được hạnh phúc, hạnh phúc trong cái lành mạnh, hiểu không? Hạnh phúc biết đủ. Đã là có cái tâm vậy gọi là tâm tu đạo. Mà là nhân tu đạo như vậy là quả giải thoát tương lai chắc chắn là vãng sanh. Vì sao? Vì cái tâm của người này tự tại quá. Nó phải có nhân đó nó mới có phù hợp với cái quả kia. Còn nếu như mỗi ngày bị niệm Phật mà trong tâm cứ ai muốn vãng sanh mà vui vẻ gì với cõi đời này, khỏi thì mệt quá vui vẻ gì. Tết nhất tới anh có mua bộ đồ vậy, giảng sanh mà đồ đạc gì mệt quá. Muốn giảng sanh mà đồ đạc gì thú xả lắm. Tết nhất chùa chiền đông đúc lắm, đến đó tu có anh đến đó tu. Giảng sanh mà chấp tướng cái gì? Đông đúc cái gì, nhà cũng niệm Phật, cái bộ nhà không có Phật sao? Đi đến chùa tu làm chi cho nó mệt, nhà tu cũng được. Giảng sanh ở đâu mà không giảng sanh? Nghĩa là tuy thấy thì giống như ghê gớm lắm, đúng không? Nhưng mà hiện tướng thì người ta thấy mình ta chạy mắt dép. Tu cái đó người ta không dám tu theo. Vì thấy ông sao mà nó không có hiện cảnh an lạc gì chứ á. Sao mà nói an vui không quý vị? Sao mà giảng sanh cứ là mỗi ngày thế giới cực lạc nó giảng sanh đẹp. Thế giới cực lạc nó đẹp lắm. Thế giới cực lạc gì, thế giới cực lạc kia này kia nọ. Quên đi mình đang sống ở đâu. Mình đang ngồi ở đâu à? Đang ngồi cõi ta bà. Không có cõi ta bà này sao nó nâng ông lên về thế giới cực lạc được. Vậy mà quên cõi ta bà. Giống như bây giờ tu hành không hiểu. Ví dụ như lúc trước thì chưa biết tu, chứ vợ chồng sống hạnh phúc, biết thương yêu chiều chuộng nhau. Biết tu rồi cái này thấy ông này tôi thấy tôi muốn vãng sanh. Chán ghê luôn. Xưa không biết sao tôi lấy chồng chi. Cái gì mà không lấy chồng niệm Phật vãng sanh phước cho rồi. Phiền phức ghê luôn. Cái đầu như thế nào? Như là cái tâm buông xả, quý vị bắt cằn. Con cái hoàng gia, thứ hoàng gia. Mày có phước duyên, tự mày nhờ đi. Tao lo tao tu, mày ăn no, ăn đói gì kệ mày. Phước duyên của mày mà thầy không nói, nó chết thì nó chết thôi. Không chết, bỏ đói cũng không chết. Thôi được rồi mày, tao đói đói đi mày. Tâm bậy ghê luôn á, trời ơi, cái nghĩ nó sai lầm vô cùng luôn á. Có nghĩa là tất cả những sự việc đó dù là nó có giả nhưng đã bổ túc là phải bổ túc với hiện cảnh cho nó giống. Cái cuộc sống mình chứ làm gì đá đổ. Chỉ có là không chấp của cái tâm mình là dính mắc cái này là nó cố định thôi. Nhưng cái hiện tướng là chúng ta phải làm na ná chứ còn đẹp hơn người khác nữa. Còn đẹp hơn người khác nữa, vậy nó mới là ấn tượng đẹp của cái người tu hành phong phú. Nên á, mới nói rằng Phật Pháp nó đi vượt qua thời đại.
thời đại nó có phát triển cỡ nào, nhưng mà tư tưởng của Phật Pháp nó còn rộng hơn nhiều, nó còn sành điệu hơn nhiều. Phật Pháp mà nếu học thật sự nó sành điệu hơn hơn nhiều vì cái sự phát triển của cái khoa học bây giờ đó quý vị. Nếu con người mà học Phật, mà học thật sự, mà học Phật hiểu nghe, cái khả năng sống quý vị sành điệu cao độ lắm. Cái khả năng nói chuyện, khả năng tiếp xúc với tất cả con người luôn, hạng người nào quý vị cũng sành điệu đẹp chứ nha. Mà người ta thích thú quý vị lắm. Vì sao? Vì người ta gần quý vị thấy vui. Trời ơi, gần mà vui là sành điệu gọi gì. Còn cái này thế gian là nó sành điệu cái gì? Nó sành điệu cái hình thức. Bộ đồ này sành điệu, đôi giày này sành điệu, cái áo này sành điệu. Vậy thì nếu mà lột nó ra hết trơn, vậy mày là cái thứ gì vậy? Mày là con nhồng hả? Trời ơi, mày tào lao ghê luôn á. Cái sành điệu của con người là tâm sành điệu. Điệu là điệu nghệ. Sành là người chuẩn chạc. Người chuẩn chạc sống trong cái cõi đời điệu nghệ. Điệu nghệ là trong tất cả cảnh duyên con người đều áp dụng được, là điệu nghệ. Trong Phật Pháp gọi là phương tiện phong phú. Từ nơi đó mà sống nó tuyệt vời. Vậy mới gọi là chữ sành điệu. Còn bây giờ người ta nghĩ trang sức là sành điệu. Vì trang sức là sành điệu, trang sức này nó tạo ra được cái thứ khác không? Không. Mà tâm sành điệu nó mới tạo ra được. Nên học Phật là học ra cái tâm sành điệu, là đối nhân xử thế nó phải đẹp mắt. Vậy thì mới tạo ra vật chất. Đó là sành điệu trong Phật Pháp dạy. Nó phải phong phú. Còn bây giờ là nó nói bộ đồ sành điệu, đâu dạy sành điệu. Cái thứ đó sành điệu. Vậy ăn trộm nó lấy cái thứ đó rồi mày trở thành con nhộng hả? Mày dạy ghê luôn. Mày cứ nói những thứ đó ngon không mà cuối cùng ăn trộm nó gìn gặp nó lấy mất tiêu. Còn nếu như tâm mày sành điệu, đâu ai lấy được á. Mày đi đâu mày cũng có thể sống được tự tại. Vì sao mày đi đâu cũng lập nghiệp được? Vì cái của báo nhất là mày đã có sẵn rồi. Vậy thì của cải vật chất người ta có lấy hết mày cũng tạo nữa. Tại vì sao? Vì mày đã có sẵn rồi. Còn bây giờ con người chúng ta, nhiều người là chúng ta chỉ chấp cảnh bên ngoài, nên chúng ta cứ giữ nó để chấp nó mà quên đi là cái khả năng của mình nó mới là tạo ra cái đó. Vậy thì biết khả năng mình tạo ra cái đó, vì tất cả những cái đó người ta lấy đi mình có sợ gì? Đâu có sợ. Tại vì mình có khả năng tạo ra mà sợ gì? Nên từ nơi đó phải hiểu nguyên lý này thì con người sống mới tuyệt. Nên những đức thấy rõ ràng, những đức ở nơi có đi đâu đâu. Vì mà bao nhiêu con người ta đến gặp những đức, dù cho giàu sang phú quý nghèo nàn, hay là tàn tật, hay là mạnh khỏe cao ráo lùng lé hôi súng xì cầu e, sao đến người nào cũng gặp nói chuyện được chứ à? Đây mới sành điệu nè. Là người nào đến cũng nói chuyện được hết trơn. Ví dụ như giàu sang thì ngồi trên ghế, thích ngồi trên ghế tôi ngồi trên ghế, còn thích đứng thì tôi đứng à. Vậy khom được thầy khom cũng được nữa. Mày muốn khom tao nói khom với mày cũng được nữa. Đúng không? Đứng một chân cũng nói chuyện một chân với mày được nữa. Thằng si cầu que có một chân à, chân kia cục. Từ nơi đó mày hỏi tao, thầy tôi có một chân một, tôi đứng tôi nói chuyện với thầy, thầy có tôn trọng mà đứng một chân với tôi không thầy? Những đứa nó sao không được mày. Tôi cột cái chân này lên qua cái chân kia, tôi đứng một chân chứ làm sao. Sao cũng được á mày. Xong anh ơi, con ngồi xuống đất. Nói chuyện thích ngồi dưới đất à. Thầy sao? Ngồi dưới đất, ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất có sao đâu. Muốn nói chuyện ngồi dưới đất cũng được. Ngồi trên cỏ được không thầy? Được. Ngồi ở đâu cũng được hết chứ nha. Thấy không? Thấy không? Cứ nghĩa là nó không bị trở ngại bất cứ một cái người nào khi mình gặp. Đây mới sành điệu, mới điệu nghệ đúng không? Quý vị coi, quý vị nói chuyện cho một người để cho người ta cười mà cũng khó đúng không? Này nói chuyện cho hàng vạn con người cười, đây mới sành điệu chứ. Ai ngồi ở đây cũng cười hết trơn thì nó mới là thích thú cho quý vị nghĩ đi. Nếu mà bây giờ làm chồng một gia đình mà mỗi ngày mà chiều về ăn cơm cái là ông chồng này ông nói chuyện là cả nhà cười. Nhưng Đức nói chắc gia đình quý vị là gia đình số 1 của xã hội này luôn á. Tại vì sao? Gia đình chỉ cần về gặp nhau cái là cùng cười không à. Thì nó cười thì nó đâu có bực bội, đúng không? Vậy thì ai đi làm cũng tranh thủ về nhà để cười không à. Nó vậy thì ai mà không thích. Còn bây giờ quý vị nghĩ đi, dù có học thức nhiều cỡ nào nhiều gì gặp nhau nó kinh kênh nhau không à. Vì sao? Vì nó học tiền. Học tiền nên nó phải nhiều tiền, tiền nó giữ chứ nó đâu có nhìn cái ngoại cảnh xung quanh, đúng không? Còn mình học Phật là mình phát triển từ nội tâm và phát triển luôn cái hoàn cảnh xung quanh. Sức quan sát từ nội tâm mà nó quan sát rất rộng về hoàn cảnh xung quanh luôn. Tức khắc mình không có bị cái hạn chế của hoàn cảnh xung quanh mà mình quên bỏ người ta.
Thí dụ như mình học phát triển từ nội tâm rộng được thì mình đâu bao giờ cầm chiếc điện thoại mà mình chỉ nhìn vào một cái góc độ của chiếc điện thoại mà quên đi những cái hoàn cảnh thật xung quanh đang như thế nào, đúng không? Quý vị có bao giờ quý vị thấy những cái cầm điện thoại không? Chưa từng thấy luôn. Chưa từng thấy luôn, vì sao? Vì đâu có cầm đâu thấy. Thì nghĩ đi, vì đâu có cầm đâu mà thấy. Đó, vậy những đứa có vui không? Vô cùng là vui. Nên nhiều người chúng ta sống trong thời đại hôm nay là chi cầu niềm vui bên ngoài, không biết khéo léo để tạo cái niềm vui của nội tâm. Con người khi tưới tẩm được niềm vui của nội tâm thì tức khắc quý vị có lòng tin rất cao. Lòng tin rất cao với chính mình. Tin tự, trong nhà Phật nói là tin tự, lòng tin rất cao. Mà phải phát triển từ nội tâm mới có lòng tin đó được. Còn nhiều người bây giờ là chúng ta cứ tìm ngoại cảnh bên ngoài không à. Bây giờ quý vị nghe gì rồi về nhà đó, tu hành niệm Phật đó, tạo cái niềm vui của nội tâm đi. Bây giờ gần Tết rồi, nhà lại hết tiền, nó hết tiền thì về chùa ăn Tết. Gì đâu mà lo. Thì Đức nói mà, ngủ mà, ngủ thì không lo. Nó bây giờ về nhà bắt đầu nói chồng được, nói em ơi năm nay Tết nhất mà thấy kinh tế cũng khó khăn, buôn bán gì thấy nó không có được phát triển. Buôn bán mà thấy dịp Tết này ế quá trời ế, nhà hoa gì cũng ai mua. Mai mỗi năm thì mua quá trời luôn, năm nay không ai mua. Năm nay thấy cái mồi bán không biết được lờ lớn gì đâu. Chợ búa thì vắng vẻ đúng không? Sợp giải thì cũng có tay mua, nước nôi cũng có tay uống. Rồi bánh trái đồ cũng có tay mua, thì không có tiền mà mua sao được mà. Năm ngoái vừa mua 10 kg ăn Tết, năm nay mua 2 kg. Nó thấy không? Kinh tế thì ảnh hưởng không? Rồi xong cái hai vợ chồng than thở nhau, bà vợ biết tu. Nó nói bây giờ em bàn với anh, bàn với anh là anh khỏi cần lo bận tâm vậy chứ. Mà anh chịu không? Nói bà nói đi, bà nói thấy được thì tôi chịu. Bây giờ bao nhiêu năm nay ăn Tết ngoài đời, năm nào Tết cũng lo quá trời luôn. Mà ăn Tết xong còn hao hết tiền bạc nữa. Mà có khi anh còn ăn nhậu mệt mỏi, quýnh bài quýnh bạc thua chút đỉnh nữa chứ. Thôi bây giờ em bàn với anh là năm nay thử năm đi. Năm nay cũng nhiều dịch bệnh, kiếp nạn đồ nhiều. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình với hai đứa con dẫn nhau đi vô chùa ăn Tết đại đi anh. Thì ông chồng nói bây giờ đông người vậy, chùa chúa sao được. Bà nói anh yên tâm đi, bên kia bây giờ còn thêm ngôi chùa đại tụng lắm, động thanh thang bên á. Nghe ông thầy Đức cũng nói động thanh thang bên á. Thôi bên đây chặt thì mình qua kia. Rồi mỗi ngày mấy thầy chở qua chở lại chơi, trời ngon lành, có tài xế chở đi tới lui nữa. Nên từ đó vô như bằng ngày muốn qua hộ pháp thì qua, còn muốn chở về đại tụng lắm thì chở về bên bển. Bên bển cũng có bánh trái ăn nữa, yên tâm đi anh, không có sao đâu. Nghe ông thầy Đức nó mua bánh nhiều lắm. Kẹo bánh đồ quá trời luôn, Phật tử nó đến mình còn biết đem kẹo tặng ta nữa anh. Nên thử năm thứ coi sao, ông chồng nó nghe bà nói cũng thấy ngon ngon. Mà tôi ăn Tết bao nhiêu năm ở ngoài đời, bây giờ tôi vô chùa ăn Tết sao thấy chưa quen vợ ơi. Bà nói thử năm đi cho nó quen anh. Thì coi, trời ơi, nó mà tính gọn vậy thì nó khỏe re, đâu có bận tâm cái chuyện mà từ đây tới Tết phải không? Lo tiền bạc gì ăn Tết nhiều đâu. Nhưng mà quý vị lấy cái số tiền mà quý vị mà chuẩn bị ăn Tết đó, quý vị nếu còn cha còn mẹ bị bỏ bao thứ, quý vị tặng cha mẹ quý vị hết đi. Hoặc là quý vị lấy cái số tiền nó bị mua máy nghe pháp, bị tặng cho dòng họ hết đi, rồi để tiền xe đi lên đây ăn Tết thôi. Có nghĩa là tu phước rồi, còn tiền xe đi lên đây thôi. Nhờ cái phước đó mà được ở trong chùa, được cái phước đó mà được ở trong chùa. Vì nhà Phật nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Quý vị đã cúng dường chư Phật thì quý vị được ở trong ngôi Tam Bảo. Cúng dường chư Phật, Tam Bảo là của Phật. Mà quý vị cúng dường chư Phật thì Phật cho quý vị ở trong Tam Bảo. Thấy chưa? Nó rõ ràng vậy đó. Đó, nên cái nguyên lý trò tính nó khỏe quá trời, không chịu tính đâu. Tính khổ đau, tính cực khổ để mệt mỏi. Rồi bà vợ bà nói nè, mà em càng nghe ông thầy Đức nói thì em thấy nó chí tình chí lý. Như năm ngoái á, là ăn Tết là em chuẩn bị mua mấy bộ đồ, mà làm tóc làm tay có mấy ngày Tết nữa chứ. Rồi gắn lông mi giả tùm lum la chứ, vẽ tứ tung hết trơn mấy ngày Tết. Muốn rửa mặt cũng không dám rửa nữa, tại vì lỡ trang điểm cả ngày nay mà sao dám rửa mặt. Đi ngoài đường bụi muốn chết luôn, mà mũi mồng nó đậu tùm lum, không dám chùi, chùi sợ nó dính kem phấn nữa. Ôi cái mặt này mới làm đó, tóc này mới làm đó, trời ơi bụi bây giờ nó cứng hết trơn đó, mà không dám gỡ ra, cả ngày nay phải chịu đựng gì á. Ôi cái mặt này với tóc nè, móng tay vẽ nè, biết nhiêu chưa, cái chịu hoạt, không dám đụng đâu, ráng đi.
gán ngày nay cho nó xứng đáng với cái công mà đi làm mặt làm mày. Trời ơi, rồi trước đó quý vị biết rằng vô làm đẹp nó cái chỗ đông đúc, nó đông đúc không phải ngồi đợi quý vị, chỗ nó làm cả ngày nó đánh muốn lột da mặt luôn, quýnh te tua chứ, bớt. Trời ơi, quý vị coi nó khổ kinh khủng không. Rồi thêm cái là mấy bộ đồ với phù hợp với cái mặt, với bộ đồ cái làm mặt sao thì bộ đồ nó phải phù hợp quý vị. Rồi nhiều khi á, bận bộ đồ sao phải vẽ cái móng tay màu sao cho nó phù hợp, nó kết hợp với đâu dép làm sao nó phù hợp với bộ đồ, tóc làm sao để phù hợp với cái bộ đồ, cuối cùng nhìn đi ra con nhái xanh vậy đó. Phù hợp với thành nhái xanh luôn à. Mà cái mình phân tách ra là mình nói rằng là mỗi năm nó cực khổ vô cùng, nó bận tâm những điều này. Bây giờ em tính gì là gọn nhất, Tết năm nay vô chùa ăn Tết rồi thì không có thể nào làm tóc tai hay gì cho nó phiền phức. Em duỗi thẳng tóc ra trở thành bình thường để ăn Tết mấy ngày Tết. Đổi cái phong cách mới lại, không? Cái mũ đen mới lại nhất. Mũ đen là mũ đen của chùa. Tóc tai đơn giản hết trơn. Rồi xong với tóc vàng nhậm tóc đen. Có nghĩa là năm ngoái thì tóc đen nhậm tóc vàng ăn Tết đúng không? Năm nay tóc vàng nhậm tóc đen. Còn năm ngoái nó sơn tùm lum hết trơn, năm nay khỏi sơn gì luôn. Tại ăn Tết mà sơn cái gì, ăn Tết trong chùa mà sơn cái gì trời. Ăn Tết ngoài đời nó mới sơn, ăn Tết trong chùa không cần sơn. Vô chùa mà gặp mà sơn nhiều rồi nó khác người ta lắm. Nó khác người Phật tử lắm. Mà nó vô chùa mà nó sơn tùm lum là thành sư tử. Nhớ nghe chưa? Từ nơi đó quý vị suy nghĩ ra đi rồi quý vị sẽ thấy nó khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Mà những ngày ăn Tết trong chùa nghe nó vui, nó tung tăng. Còn khi mà ở ngoài mà trang điểm nó không dám tung tăng luôn á. Không dám tung tăng luôn. Rồi thêm một cái nó bị biết rằng khi bận một bộ đồ á, thì nó phải trang sức đủ thứ. Thêm cái nữa, cái trong cái ngoài nó phải tùm lum nữa. Nó rồi á, phải làm sao cho nó phù hợp, nó phải phình lên một chút nữa. Trời ơi, mà nó phình nhiều quá thì đâu có dám đi nhanh. Rồi sửa tướng, sửa tá đi làm sao cho nó đẹp. Từ cái đứng cái đi làm sao mà phải làm sao như thế nào, như ngồi xe cũng vậy nữa. Ngồi làm sao mà cho nó chảnh chảnh phía trước đồ ra đồ. Trời ơi, nó đâu phải đơn giản quý vị. Nhưng mà vô chùa là tức khắc nha. Vô chùa mình như thế nào là nó ra y gan vậy luôn. Trong chùa mình sao là y gan vậy, ngồi ăn cơm là vậy nè. Còn ngoài đời là không có gì đâu. Giống chim cánh cụt vậy đó. Xong rồi nói mỏi muốn chết luôn. Mẹ mình đã mẩy mỏi không, mỏi muốn chết được luôn. Còn vô chùa là thoải mái luôn, giống hệt ngồi tu vậy luôn á. Vô chùa là sống mỗi ngày y gan ngồi tu vậy luôn. Quý vị thoải mái lắm, ăn cơm thì sao gáo đồ vui vẻ vô cùng ha, vui vẻ ăn đồ tự nhiên. Cái miệng đâu có son phấn nên đâu có ăn mà. Cái miệng son phấn thì ăn thì phải chảnh. Còn lấy miếng mứt phải không? Tại cái miệng tùm lum mà quý vị biết. Quý vị mà thì nó dính tùm lum đúng không? Nên phải làm sao? Trời giống hệt là người máy vậy đó. Vậy mà nói sung sướng. Biết sung sướng ở đâu không biết. Cái khổ đó, đúng không? Nói gì thì thấy nó vui vô cùng. Nhưng mà bình tĩnh suy nghĩ là đúng là sự thật luôn quý vị. Sự thật sao mà cười dữ vậy? Thấy không? Quý vị thấy ăn Tết trong chùa chưa? Trời, một mùa Tết trong chùa quý vị sẽ thấy một cái kỷ niệm của cuộc đời mình liền. Ở đây nè, hơn 11 năm ăn Tết trong chùa nè, cái cảm giác này là yên tâm kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm. Đó. Rồi bắt đầu là trang sức trong chùa. Lại tại sao là chỉ cần mua 3 bộ đồ lam. Kệ Tết nhất thì thôi bận 3 bộ đồ lam cho nó mới mới một chút. Thấy không? Vô đây mà nó giặt nó nhăn nheo thì cho ủi phi luôn, không tính tiền điện. Phi ủi luôn, ủi cho ủi luôn mấy ngày Tết cho ủi đồ thoải mái nha. Rồi xong 3 bộ đồ vô đây ăn Tết thấy không? Rồi mua thêm cái áo thun bận bên trong thôi, áo thun thôi à. Áo thun bận bên trong bộ đồ lam bên ngoài biết chưa nó. Rồi bắt đầu là không cần phải tăng bốc gì lên làm chi cho nó mệt, cứ đơn giản nhất thôi. Rồi mua bằng đâu dép lào, đơn giản. Dép lào kiểu nhẹ nhàng, mỏng thôi nghe.
không cần phải cao đâu. Vô đây mà cao thì bà biết bà già, bà đi bà xô té chết á. Cứ cao đi chảnh 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 chảnh, bà già bà đi ngang bà ẹo phát là gớt lộn mèo, thêm cái xuống nhà ăn đông đúc cái bước cầu thang rồi bậy bạ bước cái té. Không, mang dép lào đơn giản thôi, thấp nha, mỏng mỏng thôi nha. Vô đây là lùn cũng được mà cao cũng được, không có cần cho nó tăng bốc cao lên đâu, không cần, không cần lùn mà mang cho nó khổ đi chẳng ai phai cũ. Bởi vì đúng là vì cái đẹp mà nó khổ đau, quý vị thấy không? Quý vị bây giờ những đức hỏi quý vị nè, những người đã từng mang guốc cao quý vị thấy nó khổ cái chân không? Trời ơi, những đức thấy khổ thiệt á. Bây giờ nó đôn mà cao lên dày, còn phía trước thì thấp gì, đi giống như con công đi mà ai mà chịu nổi trời. Mà đúng là đẹp mà chịu đau á. Rồi bây giờ nó xiết ngang cái chân của mình, chứ gì nói vậy nè, vậy nè quý vị, cái chân của mình mà nó đi vậy nè thì quý vị chịu đau chứ sao. Còn bây giờ quý vị vô đây mang dép lào đúng không, thì cái bàn chân nó bằng vậy luôn bước phải không? Còn ngoài đời là sao? Ôi ôi, bởi vì bả mấy bả đi mấy bả mà đạp một cái là mấy bả cấy không à, ai chịu nổi không, thấy khổ không? Nó phân tách rồi mới thấy là đúng là quý vị thấy người đơn giản khỏe chưa? Rất khỏe. Ăn Tết trong chùa không tốn tiền, không tốn tiền, không tốn tiền là chỗ vô cùng quan trọng với cuộc sống hôm nay. Cái gì mà nói phi tiền là được rồi đó. Cái gì mà nói tốn tiền là không đẹp đâu, không thích. Cái gì mà nói rẻ và không tốn tiền, trời, nói rẻ là đã thích rồi đúng không? Nên một cái cửa hàng buôn bán bây giờ mỗi ngày nó thường nói là ngày hôm nay giảm giá món hàng này, ngày hôm nay giảm giá món hàng này để thu hút khách hàng phải không? Giảm giá, giảm giá, giảm giá. Nó giảm ở đây nó tăng bên kia. Thấy không? Nó. Còn bây giờ trong chùa là nói phi. Là không có giảm giá mà cũng không tính toán tiền bạc luôn đúng không? Mà chúng ta biết trao cho nhau. Trao cái gì thầy? Trao cho nhau nụ cười. Thấy chưa? Nhớ nghe, thấy không? Dù như mỗi tuần chủ nhật vì đến đây phải là cười nhiều không? Như cái ông này nè, ông là phải trả tiền lại. Có ngày tính toán với ông luôn ha. Cười nhiều quá nên là phải trả tiền. Chú Kiệt ngồi bên đó đừng có ngủ, ông phải ký tên cho ông này. Coi ông cười ngày nay, ông cười một buổi nào ông cười bao nhiêu cái. Nên từ nơi đó quý vị coi, vui nghe quý vị. Nó trong tâm con người ai nó cũng vui đúng không? Nó đặc biệt cái gì không? Pháp môn niệm Phật đặc biệt vững vàng. Lúc này là nó vững vàng nó mới cười được nè. Chứ nếu như nó bận tâm lo âu làm sao vững vàng quý vị? Đó. Nên tu ra một con người đơn giản không bận tâm nặng nề. Như vậy mà phước duyên nó hướng đến tương lai được đó. Chắc chắn luôn quý vị. Đó. Nên trong chùa mình quý vị biết rằng đó, những đức thấy rõ ràng rồi. Năm nay là mình gọn nhất nè quý vị. Gọn nhất luôn, từ từ nó đi vào con đường tu hành đặc biệt luôn. Vì quen hết rồi. Năm nay là những đức đặt dòng A Di Đà Phật mấy chục ngàn cái. Một cái 3.000 thôi mà quý vị biết rằng bao nhiêu chục ngàn cái đó là bao nhiêu tiền bạc của ta, không đơn giản á. Đó, những đức tính kỹ lắm. Những đức nói bây giờ á, một cái bao lì xì bỏ vô đó 2.000, một cái dòng 3.000. Bây giờ bao lì xì này nếu mà không bỏ vào bao lì xì mà lấy cái dòng, lấy tiền này mua dòng ngon hơn. Cái dòng này nó có thể dạy cho người ta niệm Phật và cho người ta thấy câu Phật hiệu nó ý nghĩa hơn. Còn mình bây giờ mình đã hiểu Phật pháp kỹ rồi, cái lì xì gì cho nó mệt đúng không? Rồi gạo chút chút đó làm chi. Cái lộc lớn nhất của chúng ta là chúng ta gặp nhau niệm Phật, nghe không? Lộc lớn nhất là chỗ này nè. Giờ đến lúc rồi đó nghe, đến lúc mà nó phải gọt những cái thứ kia lùm xùm đi hết đi. Đi mà nó lùm xùm quá khó, khó đi đúng không? Bây giờ gọt bớt, gọt 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 bớt. Nó còn cái dòng A Di Đà Phật không à? À, bây giờ phát triển cái dòng A Di Đà Phật thôi. Nghĩa là đêm 30 gì cũng vậy, dòng A Di Đà Phật. Cứ già trẻ bé lớn gì cũng cái dòng. Nít thì có dòng nít, lớn thì có dòng lớn. Ai cũng đeo cái dòng. Cứ là đứng đâu ngồi đâu cũng lắc là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cứ vậy đúng không? Thấy đặc biệt rồi. Mà thấy nó bình yên lắm nha. Đeo cái dòng A-di-đà-phật thấy nó đẹp lắm. Đó, nên như Đức đặt mấy chục ngàn cái dòng A-di-đà-phật.
Đó là cái chỗ mà chùa mình từ từ đi vào thật chắc, càng thật chắc càng sâu, để cho quý vị tu hành nó không có hình thức. Tất cả những cái kia đều hình thức để dẫn dắt thôi quý vị. Hình thức để dẫn dắt. Nên Phật Pháp nó không cố định Pháp là vậy đó quý vị. Phật Pháp nó không có cố định Pháp. Nên có hòa thì nói đây là hòa lọc của chùa, còn không có hòa thì nói đây là dòng lọc của chùa. Nghĩa là sao nó cũng ra được cái tốt hết trơn á. Phật Pháp nó phong phú vậy đó. Nó không bị chết vào cái một điểm nào chứ. Không cố định Pháp. Đó, nên quý vị nhớ á. Nên chúng ta học tập á, tu pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Những đức đọc hai câu chuyện này cho quý vị nghe để quý vị thấy rằng là đúng là người tạo tội nghiệp quay đầu niệm Phật cũng giảng sanh nè. Đây là những câu chuyện niệm Phật giảng sanh mà trong cái quyển sách Mấy Điệu Sen Thanh mà dịch giả là Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Quý vị cứ yên tâm đi, những bậc này có tu có hành có chứng, thấy không? Những văn tự này những đức từng đọc qua rồi, những này những đức đọc cho chúng nghe để quý vị thấy nè. Như sư Hùng Tấn nè, tạo nghiệp nè, niệm Phật giảng sanh. Sư Hùng Tấn họ Châu, người Thành Đô, giảng thuyết hay nhưng không giới hạnh. Sao ông hoàng tục theo quân ngũ rồi cạo tóc trở lại làm tăng. Xét bổn phận mình, sư cũng biết hổ thẹn ăn năn nên thường niệm Phật. Trong niên hiệu Đại Lịch đời Đường, Hùng Tấn đau bệnh chết ngắt, thần hồn xuống âm phủ. Diêm Chúa quở trách sai quỷ áp giải vào địa ngục. Sư kêu to lên rằng, trong quán kinh nói, kẻ tạo tội ngũ nghịch khi sắp chết, niệm Phật 10 niệm cũng được vãng sanh. Tôi tuy tạo tội, song không phạm ngũ nghịch, cứ theo công quả niệm Phật, đáng được sanh về tịnh độ. Nếu chẳng thế, thì chư Phật trong ba đời đều thành vọng ngữ. Nói xong, chắp tay niệm Phật, bỗng thấy bảo đài ánh sáng hiện giữa hư không. Diêm Chúa liền tha cho về để tiếp tục tu niệm. Sau khi sống lại, Hùng Tấn liền vào Tây Sơn chuyên tâm trì niệm được 4 năm. Một hôm sư từ biệt đại chúng, ngồi chắp tay niệm Phật mà vãng sanh. Thí dụ những người xuất gia chúng ta này, cũng có những người hư nè. Thí dụ như cái nhân của chúng ta đi tu, chúng ta gặp một cái nơi chúng ta không đủ duyên để gặp một nơi đặc biệt quá. Quý vị biết rằng cái nhân ban đầu nó dẫn dắt mình sai là sai luôn. Có khi mình đi đến một ngôi chùa, mình gặp một vị chủ trì, một vị thầy, không có nói gì nhân quả dạy mình cái gì chứ. Điều là nó theo cái đà của kiếm chát cuộc sống, nó đi theo cái đà nó đi hoài. Có nghĩa là chúng ta gặp duyên bất đồng, quý vị, gặp duyên bất đồng. Chứ con người mà ai cũng có tự tánh làm Phật, nhưng mà do vì cái tạp tâm của mình nó cũng mạnh lắm, nên mình gặp vào tạp tâm thì nhân đã tạp tâm, thì tạp tâm nó phát triển vì cái nhân này trước thì nó dẫn dắt đi theo liền, nói chung. Nên đi tu nó cũng gọi là gặp duyên bất đồng. Nên có những người đi tu nhưng mà dẫn hư hỏng sai lầm, vì tiền bạc vật chất không biết gì là giải thoát cả, tạo bao nhiêu tội nghiệp. Như sư Hùng Tấn này cũng vậy, không? Nó đã xuất gia tu đạo nhưng trong chùa phá giới làm đủ chuyện bậy bạ, sau này để tóc lại và đi quân ngũ xong rồi trở lại cạo tóc xuất gia tu đạo. Nhìn lại chính mình sai lầm quá, bây giờ cách nào để cứu mình đây? Thì chỉ có pháp môn tịnh độ. Sư Hùng Tấn này vẫn còn đặc biệt tiếp nhận pháp môn tịnh độ. Vậy thì qua câu chuyện này, tất cả những người xuất gia tu đạo chúng ta, nếu có những người hư hỏng hay hàng cư sĩ cũng vậy, chúng ta đi tu đạo nhưng hư hỏng, chúng ta miệng nói một đường mà tâm nghĩ một ngã sai lầm. Có khi cái miệng nói chuyện ngọt dịu để mà mong lấy tiền bạc của người ta, nhưng trong tâm thì ác ý. Đây là cái cảnh giới đọa lạc. Tụng kinh niệm Phật mà lấy tiền, tụng nhanh bỏ chữ, dùng mọi cách để kiếm tiền bằng kinh giáo, đó cũng là cách tạo nghiệp, tương lai cũng đọa lạc. Vậy thì qua sư Hùng Tấn này để nhắc nhở chúng ta là người tu đạo, nếu bây giờ mình có thể nhận thức được, nghĩ rằng với cái hành động của mình là người tu đạo trong chùa hay là người tu đạo, như vậy thì chắc chắn là đọa lạc. Vì cái hình tướng của mình nó dẫn dắt nhiều người phải đi theo con đường sai lầm và phỉ báng Phật Pháp. Cái hành động này của mình là cá nhân, nhưng mà hình tướng của mình để làm cho Phật Pháp ảnh hưởng, tội này là đọa không có ngày ra. Vậy thì bây giờ có cách gì để cứu mình hay không? Có. Sư Hùng Tấn quay đầu niệm Phật. Khi ông chết đi, khi ông vừa chết, hồn của ông xuống thẳng với vua Diêm La. Vua Diêm La bắt ông đến đưa vào địa ngục. Ông nêu lên rằng, trong quán kinh nói kẻ tạo tội ngũ nghịch niệm Phật còn được giảng sanh. Tôi tuy làm ác nhưng chưa đến nỗi tạo tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, giết bậc A-la-hán, phá hoại hợp tăng làm thân Phật ra máu. Tôi chưa tạo tội ngũ nghịch mà.
Mà tôi niệm Phật mà tại sao tôi không được giảng sanh? Nếu tôi niệm Phật mà không giảng sanh như vậy thì chư Phật ba đời vọng ngữ. Quý vị nghĩ đi, cái công đức niệm Phật của ông mà ông xuống dưới vua Diêm Vương rồi, cái linh hồn của ông mà nó còn tỉnh như vậy đó. Trong khi con người chết đi là hồn vía của mình nó phách tán, là tức khắc con người nó yếu rồi, vậy mà nhờ cái công đức niệm Phật hộ trì, vậy mà linh hồn ông xuống tới vua Diêm Vương mà ông vẫn có một cái quái lực nói chuyện mạnh dạng không đơn giản. Đây gọi là tín nguyện niệm Phật nè. Tuy làm ác trên nhân gian nhưng mà quay đầu niệm Phật, tín nguyện niệm Phật. Cái tín nguyện này gọi là nương vào nguyện lực của Phật, không phải là khả năng của mình mà nương vào nguyện lực của Phật, nên giúp cho thần hồn mình tỉnh táo mạnh mẽ vô cùng. Tức khắc ông nêu lên như vậy thì ông niệm Phật, ông sống lại, gọi là ông Hoàng Dương sống lại. Khi Hoàng Sư Dương sống lại thì bắt đầu là tiếp tục ông dụng công tu, ông niệm Phật 4 năm sau. Đúng ra là ông là đọa lạc chắc chắn, nhưng nhờ công đức niệm Phật, ông niệm Phật 4 năm sau thì quý vị nghe cái câu chuyện rõ ràng là ông ngồi giảng sạch. Đó, phương hướng nè, phương hướng là tất cả những người xuất gia tạo nghiệp. Thí dụ như người xuất gia chúng ta, có những người chúng ta tạo nghiệp chúng ta không có nói ai nghe. Mà có người tạo nghiệp không? Có. Có không? Có chứ. Ở cái cõi đời này cư sĩ cũng có tạo nghiệp, mà người xuất gia cũng có tạo nghiệp. Có người thiện thì có người ác. Chúng ta không nói ai, mà người xuất gia có tạo nghiệp không? Có. Vậy thì sư Hùng Tấn là người xuất gia chứ gì? Vậy thì bây giờ chúng ta đọc qua văn tự này, chúng ta có cơ hội có thể quay đầu và được giải thoát không? Chỉ có Pháp Môn Tịnh Độ này. Nhớ, nhớ là Pháp Môn Tịnh Độ này không phải tiêu nghiệp sạch sành sanh để được giảng sanh, mà chúng ta vẫn còn mang nghiệp, nhưng tín nguyện niệm Phật mang nghiệp đớ nghiệp giảng sanh được nè. Đó, qua những cái câu chuyện này, tại sao mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày thường nêu lên mà Pháp Sư Quánh Kha ở trong chùa tạo nghiệp uống rượu làm nhiều điều sai quấy, nhưng mà cuối cùng rồi ông đọc được vãng sanh chuyện rồi ông mới rùng mình rằng là mình tạo tội nghiệp này đọa lạc khổ đau, nên ông quay đầu ông niệm Phật, ông đóng cửa thắt 3 ngày 3 đêm. Đây là không phải đơn giản quý vị, người này ghê quá, thì hiện cũng dữ dằn lắm, như trong kinh A Di Đà mà từ 1 ngày đến 7 ngày, mà ông làm được từ 1 ngày đến 3 ngày, niệm nghiêm túc luôn, không ăn không uống gì hết. Mình thì bây giờ chúng ta quay đầu chúng ta cứ chân thật niệm Phật đi, nếu làm được như ngày Quánh Kha thì cũng đặc biệt lắm, nhưng mà khó lắm, không đơn giản. Nhưng mà rõ ràng là ông quay đầu ông niệm Phật thì tức khắc trong 3 ngày 3 đêm đó cảm với Đức Phật A Di Đà đến liền. Nguyện mà, nguyện là đúng thôi, nếu mà đã được như vậy mà không đến vậy là nó vọng ngữ hay sao? Thấy không? Thì bắt đầu là Phật A Di Đà đến và nói với ông rằng thọ mạng của Pháp Sư Quánh Kha còn 10 năm nữa. 10 năm nữa. Pháp Sư Quánh Kha quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Con căn tánh yếu kém, ở lại đây 10 năm nữa coi chừng đi tạo nghiệp. Bây giờ con đã gặp được Phật A Di Đà rồi, con cầu xin Ngài tiếp dẫn con đi. Con xả 10 năm tuổi thọ. Người mà có thể xả được 10 năm tuổi thọ này là người gì? Là người đã đạt công phu, đã cảm được với cái nguyện lực của Phật. Thì quý vị muốn đi thì đi, đây là gọi là sanh tử tự tại. Còn nếu như quý vị chưa đạt được công phu này mà khi bệnh đau khổ đau cùng cực mà trong lòng nói chết đi, chết càng sớm càng tốt, khổ quá chết càng sớm càng tốt, còn cái lúc mà an vui thì nói sống lâu đi, hạnh phúc lắm, sống lâu đi. Còn khi khổ đau bệnh hoạn thì chết đi thầy ơi, con muốn chết. Tại sao con muốn chết mà nó không chết thầy? Đi ngược nguyên lý. Còn người ta là tu hành, cảm được nguyện lực của Phật, Phật A Di Đà đến và người ta thị hiện rằng là người ta xả 10 năm tuổi thọ để cho người niệm Phật biết rằng khi đạt được công phu thì sanh tử tự tại. Đạt được công phu là sanh tử tự tại. Có thể xả 10 năm tuổi thọ đó, Ngài quyết tâm Ngài đi theo Phật A Di Đà, thì lúc đó Phật A Di Đà nói được rồi, đây là thị hiện, 3 ngày sau ta sẽ đến. Thì chắc chắn là Phật A Di Đà sẽ nói là giờ nào Phật A Di Đà đến chứ. Nói 3 ngày sau đến thì chắc chắn là ngày nào Phật A Di Đà đến. Bây giờ chúng ta nói 12 giờ trưa đi, thấy không? 12 giờ trưa của ngày thứ 3 Phật A Di Đà sẽ đến. Thì ông mở cửa thắt ra, ông nói với người trong chùa, ông nói với người trong chùa rằng 3 ngày sau tôi sẽ giảng sanh. Người trong chùa nói cái gì? Ông mà giảng sanh, cái người ác như ông mà giảng sanh, làm điều bậy bạ trong chùa mà giảng sanh, sao giảng sanh được? Tôi 100% 3 ngày sau tôi giảng sanh. Người trong chùa nói rằng được rồi, 3 ngày cũng không có bao lâu đâu, thì coi con mi có giảng sanh không? Không, chờ đi 3 ngày. Đúng ngày thứ 3 thì ông nói với đại chúng rằng cái buổi hôm nay có thể dùng nguyên cái thời khóa này để niệm Phật đưa tôi đi được không? Tôi giảng sanh ra.
Thì người trong chùa nói rằng nếu ông mà thật sự giảng sanh, niệm 3 ngày 3 đêm tôi cũng niệm, đừng nói chi mà niệm một thời khóa. Được thì ông cứ niệm thời khóa này đi, tập trung chúng lại hết niệm thời khóa. Cho Pháp Sư Quán Kha niệm một chút thôi. Thì ông nói với tất cả mọi người, Phật A Di Đà đã đến rồi, chính ông mới thấy được Phật A Di Đà đã đến rồi, thôi chào mọi người tôi đi. Thì ông giảng sanh. Vì sao Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thiết mà thường kể câu chuyện này? Vì sao thường kể câu chuyện này? Vì phải hiểu nguyên lý này đó. Vì bây giờ người phá giới thì nhiều, mà người trì giới thì ít. Người tu đạo chân chánh thì ít, mà người tu hành bê tha thì nhiều. Nên phải thường kể câu chuyện này để cho những người bê tha kia có cơ hội để quay đầu, để có thể được giải thoát. Đây là tâm đại từ đại bi, chứ không phải là nói rằng bạn tạo ác mà niệm Phật được giảng sanh. Không lẽ đi dẫn dắt người ta đi làm ác. Nhưng mà vì quá từ bi, bạn bây giờ phải cho bạn một phương hướng để quay đầu. Còn nếu như mà bây giờ người ta nghĩ các pháp khác tu không thế nào vô nổi, mà bây giờ đã lỡ làm ác rồi, quay đầu quay cũng không được rồi, không còn cơ hội nào, thì họ tiếp tục làm ác luôn. Nên bây giờ cho họ một con đường, mở ra một con đường, chỉ có con đường nào? Pháp môn Tịnh Độ. Nên pháp môn Tịnh Độ này độ thượng trung hạ, người thượng căn niệm Phật thì giảng sanh là phẩm vị cao nhất, người trung căn niệm Phật thì giảng sanh phẩm vị trung, người hạ căn niệm Phật thì giảng sanh phẩm vị hạ. Nên thượng trung hạ đều có phần, chúng ta là bậc hạ căn niệm Phật cũng có phần nhập vào dòng thành đó. Ngoài Tịnh Độ thì không nói đến bậc trung và hạ. Nguyên lý này phải hiểu. Ngoài Tịnh Độ không nói về bậc trung và hạ, mà đều nói về bậc thượng căn, không nói trung và hạ. Lục Tổ Huệ Năng ngày nói một câu rằng người dưới tò của ta mà muốn tiếp nhận thiền tông thì tất cả những người này không phải là bậc trung, mà tất cả những người này phải là bậc thượng thượng căn mà ở dưới tò của ta mà tiếp nhận được thiền tông của ta truyền xuống. Không phải người đơn giản quý vị. Không có nói chung mà hạ đó. Vậy thì chúng ta căn tính của mình không phải là chung mà chỉ có hạ. Nếu Đức Thế Tôn không mở ra pháp môn Tịnh Độ này, như vậy thì tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp đều là chầm lưng hết rồi, còn ai mà giải thoát nữa hả quý vị? Nên Ngài mới quyền ký trong kinh Đại Tập rằng thời mạt pháp muôn ức người tu hành khó tìm được một người đắc đạo. Vì tu hành đắc đạo là thành tựu đó. Nói về các pháp khác gọi là đắc đạo thành tựu á. Đắc đạo là gì? Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, gọi là đắc đạo. Đây là người tu đắc đạo. Mà Ngài nói rằng ngoài pháp môn Tịnh Độ muôn ức người tu hành không có một người đắc đạo. Mà đã là không đắc đạo thì nhất định chúng ta đời thứ hai, thứ ba sẽ mê hoặc điên đạo, đi vào con đường đọa lạc khổ đau. Ấn Tổ Ngài nói đời này tu phước lớn vô cùng, đời thứ hai có thể hưởng phước, hưởng phước sẽ mê trong hưởng phước, rồi khi thọ thai là bị mê, khi kết ấm chủng tử đó nó bị mê rồi, thì tức khắc đời thứ ba của chúng ta là gì? Là tạo nghiệp, là đọa lạc đó. Có nghĩa là đời thứ ba chúng ta là đi đọa lạc rồi đó. Từ nơi đó quý vị coi á, cái nhân cái quả mà tu mà đời này không thành tựu như vậy thì nó có nhân mà không có quả. Tại vì cái quả trong nhà Phật nó là quả giải thoát của nó quả, chứ Phật đâu có chỉ mình cái quả đọa lạc à. Phải nhớ nó từ nơi đó quý vị coi. Nếu mà không nói rộng ra chỗ này như vậy thì thời mạt pháp này quý vị tu có ai mà được giải thoát? Như vậy thì Đức Thế Tôn đến cái cõi đời này, giáo pháp của Ngài 12.000 năm mà bây giờ mới có 3.000 năm, mà trong khi 1.000 năm đầu là chánh pháp trì giới thành tựu, 1.000 năm sau là tượng pháp thiền định thành tựu, mà thành tựu đã ít rồi. Bây giờ 1.000 năm đó quay về đây là trong thời mạt pháp này còn 9.000 năm. Quý vị suy nghĩ, nếu 9.000 năm này mà giáo pháp Đức Thế Tôn còn tại thế mà không có cái pháp nào giải thoát, vậy Đức Thế Tôn đến thế gian này truyền pháp như vậy sao? Như vậy thì không tròn vẹn, không tròn vẹn. Đưa cho con người thời chánh pháp thì có cơ hội, đưa cho con người thời tượng pháp thì có cơ hội. Vậy Đức Thế Tôn từ bi mà tại sao không đưa cho con người thời mạt pháp có cơ hội? Nguyên lý này quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ biết liền cái gì đâu. Khỏi cần bị ai mà gọi là bài xích, quý vị bị mất tín tâm. Tại vì sao? Vì nói vậy là hiểu rồi. Đức Thế Tôn là con người rất tròn vẹn, rất có trí tuệ, nên Ngài đã lo cho con người thời chánh pháp được, lo cho con người thời tượng pháp được,
thì Ngài sẽ lo cho con người thờ mạt pháp được. Trong khi thờ mạt pháp là dài nhất, thờ mạt pháp là dài nhất mà không có cái pháp để cho chúng sanh giải thoát. Vậy thì nhân sinh thờ mạt pháp sẽ chầm lưng hết sao quý vị? Đức Thế Tôn cái công sức đến thế gian này để thể hiện làm Phật mà làm như vậy thì không tròn vẹn rồi. Nên cuối cùng Đức Thế Tôn đã mở ra một pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng, mà mười phương chư Phật đều phải áp dụng và đều tán thán hết. Tán thán cái nguyện Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện đến cõi Ta Bà cũng là trong mười phương chư Phật đó, để tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta trong thờ mạt pháp vẫn có một cơ hội giảng sanh, là người phải niệm Phật mới được giảng sanh. Thấy không? Trời ơi, chia sẻ với môn tịnh độ cái chỗ này mà quý vị mà khai quật ra được thì đặc biệt quá. Thấy không? Có những người chúng ta nghe chứ chúng ta không có hiểu. Bây giờ những cái đơn giản này nè, khai quật ra rồi quý vị mới thấy ra được nè. Đó, mới thấy ra được là trong ba thời kỳ Đức Thế Tôn rất tròn vẹn. Nhưng mà do chúng ta không tin trong thờ mạt pháp này địa Phật thành tựu. Nhiều người á, người ta lấy cái sở học người ta và nhiều cái văn tự mà Đức Thế Tôn đã giảng các kinh khác, mà người ta để bài xích những cái việc mà người ta nói niệm Phật giảng sanh. Chúng ta cũng nghe từ kinh mà người ta lại lấy kinh để bài xích kinh. Đây là cái gọi là đọa lạc nè quý vị. Lấy kinh để bài xích kinh. Đó. Có nghĩa là tin thờ chánh pháp, tin thờ tượng pháp, mà tại sao không tin thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, mà đi lấy kinh của thờ chánh pháp, tượng pháp để mà gọi là bài xích cái kinh mà để tán thán thờ mạt pháp niệm Phật giảng sanh. Đó, quý vị có thấy không? Nghĩa là người ta là do chấp tướng cái phương pháp tu của người ta, là chấp tướng cái phương pháp tu của người ta. Chúng ta không có chấp vào phương pháp niệm Phật của mình nghe. Mà cái này là Đức Phật dạy mình niệm Phật thành tựu thờ mạt pháp nghe. Nên mình mới nói mình tán thán niệm Phật nghe. Tại vì sao? Vì viên thuốc này trị bệnh được cho chúng sanh, hai viên thuốc kia không trị được. Bây giờ tôi lấy viên thuốc này cũng là Đức Phật đưa mà. Đức Phật đưa viên pháp A Di Đà này để mà cho chúng sanh được trị bệnh. Thì bây giờ tôi lấy viên thuốc này tôi uống, tôi cho người uống. Chứ tôi làm gì mà tôi bài xích các cái pháp kia? Pháp là pháp của Phật, tôi bài xích đọa lạc làm sao? Nhưng mà nói cái khó người ta hành trì không được. Nên bây giờ tôi phải nói câu Phật hiệu này để đưa người ta vào tín nguyện niệm Phật. Đó, chỗ này nè, người mà chân thật niệm Phật muốn giảng sanh nè, nó mới khai quật chỗ này mới đặc biệt nè quý vị. Tín nguyện hừng hực nổi lên luôn á. Hừng hực hay là ngáp? Nên từ nơi đó rồi ôi bà vô mình mà nói sâu vào kinh giáo một chút thôi, nó không cười là nó buồn ngủ liền à. Thấy chưa? Nói sao không biết á, mà cười á, là quên vệ sinh nè, cười là quên ngủ nè, còn nói kinh giáo một chút là đi vệ sinh nè, ngủ nè. Trời ơi. Nên từ nơi đó nhưng mà phải có gì nó mới được, có gì nó mới khai quật được nghe không? Nó vậy thì sao? Qua câu chuyện này của sư Hùng Tấn thì tất cả những người tu chúng ta mà sai lầm phá giới làm bậy bạ có cơ hội rồi đó, quay đầu đi. Nó nên những đức nói rằng quý vị biết rằng á, thí dụ như bây giờ đi, bây giờ chúng ta nói gì chúng ta không nói ai, thấy không? Chúng ta nói không nói ai cả, nhưng chúng ta nêu lên để nó có phương tiện để nói chuyện nè. Thí dụ như bây giờ chư tăng ni về chùa chúng ta tu 50-60 người cái ngày chủ nhật này, 50-60 người này chúng ta trong đây có khi cũng có 10 người tu giả dối, 10 người tu giả dối trong đây. Thì bây giờ 10 người tu giả dối này hôm nay nghe câu chuyện này họ có thể phát tâm, họ có cơ hội để quay đầu, đúng không? Nên những đức nói với quý vị rằng tuy là 10 người đó, những đức nói câu ví dụ nghe, tu giả dối, nhưng họ lại chịu đi vô đây để họ niệm Phật. Họ chịu đi vô đây để niệm Phật không phải là họ thích niệm Phật, mà vì đi vô đây chúng ta cúng dường tiền cho họ một chút mà họ đi vô đây. Những đức nói 10 người đó đó nghe, mà câu ví dụ của 10 người đó đó, vì cúng dường tiền họ đi vô đây niệm Phật. Như vậy thì 10 người này quý vị cúng dường tiền cho họ chút ít đi, để làm chi? Để họ nghe những đức nói như vậy, để họ quay đầu họ niệm Phật. Đây vẫn là tâm thiện. Thấy không? Thấy tâm thiện không? Cái việc những đức làm, những đức nói rõ cho quý vị nghe rồi đó. Tại sao những đức lại cúng dường khi lễ Phật xong, không cúng dường trước? Vì cúng dường trước sẽ bỏ gì, đúng không? Đó. Những đức nói bảo đảm, dù quý vị có cái tâm này, quý vị cũng rất là vui vẻ khi nghe những đức nói câu này luôn á. Ông thầy này công nhận nói đúng tôi thiệt. Nó thật sự, đây là kinh nghiệm trong chùa mà quản chúng mà đã sắp xếp chúng 11 năm. Nên những đức sâu sắc vô cùng vì cái việc mà để giúp người lắm. Rất là sâu sắc quý vị.
Đó, nên từ nơi đó mà những đức rất là mong những con người mà ta đi đến đây, quý vị có thể phát tâm cúng dường cho ta chút. Để làm chi? Từ cái nhân cuộc sống đó mà họ ngồi đây họ tu, họ lễ Phật từ từ. Lễ Phật từ từ, nó thấm từ từ của mỗi từng. Biết đâu cuối cuộc đời người ta sẽ phát tâm như sư Hùng Tấn này sao? Nó tạo cho người ta cơ hội đó quý vị. Còn nếu như đời này không thành tựu cũng kết duyên được niệm Phật rồi. Mà cái chủng tử của nhiều đời nhiều kiếp họ đã từng đi vô đạo tràng niệm Phật mà có cái tâm đó rồi đó, nhưng mà chưa khai quật được cái chuyện như sư Hùng Tấn, nên họ đời này tiếp tục cái nhân đó chiêu cảm cái quả là bây giờ cũng tiếp tục như vậy nữa. Nên bây giờ tới đời mình mạnh vào chỗ này, mình sấy mạnh vào, thấy không, để nó khai quật cái tâm đó lên, phát triển lại cái tâm đó. Biết đâu đời này những vị này giảng sanh sao? Họ giảng sanh xong khi tới khi những đức thì họ sẽ xuống, họ nói tôi nè ông nhớ không. Tôi nè đi tu nhưng mà chỉ tiền bạc vật chất thôi, chỉ là cuộc sống tôi không biết Phật pháp là gì, nhưng mà tôi nhờ ông nói chuyện đột tôi mấy câu nặng, đầu tiên tôi cũng quýnh ông luôn, nhưng mà sau này tôi càng nghe tôi thấy tôi cũng thương tội nghiệp ông quá, ông cũng vì chúng tôi mà nói. Lúc cuối cùng tôi quay đầu tôi niệm Phật, tôi được giảng sanh rồi, bây giờ tôi đến rước ông nè, nói cảm ơn nghe. Thấy chưa? Tôi nói là có môn niệm Phật là vững vàng nhất, nó rõ ràng không, phải vững vàng không, quá vững vàng. Trong khi Đức Thế Tôn đã quyền ký thời mạt pháp niệm Phật giảng sanh, làm sao không vững vàng? Niệm Phật là giảng sanh mà làm sao không vững vàng? Trời ơi, đây là bảo đảm mà ai bảo đảm cho quý vị? Phật A Di Đà phát nguyện Đức Thích Ca Mâu Ni bảo đảm. Tại vì sao nói Đức Thích Ca Mâu Ni bảo đảm? Vì Đức Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của ta bà. Đức Phật A Di Đà dù phát nguyện nhưng phải nhờ Đức Thích Ca Mâu Ni nói lên. Nên chúng ta nói Đức Thích Ca Mâu Ni là người bảo đảm, mà bậc cha lành bảo đảm. Quý vị muốn cái bảo đảm nào ở đây? Không có ai bảo đảm cho quý vị bằng Đức Thích Ca Mâu Ni hết trơn á. Cái bảo đảm của Ngài là Ngài nêu lên rằng thờ chánh pháp, trì giới thành tựu, thờ tượng pháp, thiền định thành tựu, thờ mạt pháp, niệm Phật thành tựu. Đây là bảo đảm đó. Bảo đảm đó quý vị. Thì bỏ môn tịnh độ thì gán chịu. Đó, nên những đức nêu lên cho quý vị nghe, phải biết quý trọng người xuất gia tu đạo. Người ta như thế nào chỉ của người ta. Đây là những đức nói rất là có phương tiện, có ai mà nói được những đức lắm quý vị. Ngày xưa nói còn chổng chổng, còn người ta bực bội, người ta ghét, chứ bây giờ nói cách này là không ghét được rồi đó, quý vị thấy không? Chứ ngày xưa là phan thẳng quá. Phan bằng cái tâm nó bực bội á quý vị, biết không? Còn bây giờ là không có phan. Bây giờ nó nói vui vẻ, nói thật để cho có khoan như ngày xưa. Ngày xưa là những đức nói chuyện là cho quý vị biết nghe, đi ngang những đức cầm cây bóp gãy chân lộn mèo, chứ không phải giỡn đâu trời. Bây giờ thì những đứa không có phan, quý vị muốn té té kệ vậy thôi, chứ không có phan vậy nữa, đúng không? Mà nói phương tiện rõ ràng nên người ta muốn bắt cũng khó lắm, đúng không? Chứ ngày xưa phan thiệt á. À, bây giờ mình vì người ta mình càng tu nó dịu cái tâm rồi, nó dịu cái tâm mới cười nhiều. Chứ ngày xưa mà nó không dịu cái tâm là nói chuyện. Trời ơi, ngày xưa nói chuyện mà nhớ cái mặt nó ghê kinh khủng luôn. Có bao giờ nó cười mới vô thì một quay câu cười chứ một chút rồi. Con mắt nè nó. Trời ơi, tiếc quá mà cái mặt vậy đâu. Còn cái tay thì sao? Cái tay thì giống như Bạch Cốt Tinh vậy. Ngày xưa là chuyên gia, tại vì cái bệnh này ngày xưa ngoài đời nó bị dính á, ngoài đời chưa tu á. Trời ơi, vô đây thiếu quá, ban đầu nó cũng bị gì luôn. Ghiền phim kiếm hiệp chứ mà học giống Bạch Cốt Tinh. Thấy chưa? Vậy mà từ Bạch Cốt Tinh mà tu với từ từ nghe. Thấy chưa? Mày biết á, ngày xưa nghe không phải vậy đâu, ngày xưa là gì nè. Khi thẳng tay là nó cống tay gì nè, mà ngộ bây giờ nó không có gì nữa nghe. Những đứa coi là những đứa thấy bây giờ là nói gì không à? Ồ, giống nhẹ nhàng lắm nha. Thấy chưa? Thấy không? Rõ ràng chuyển không quý vị? Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. À, từng chủ nhật nào à, chùa chúng ta cũng tổ chức cộng tu, quý vị về đây rất là đông, khắp nơi nơi.
về đây đều để niệm Phật. Vì chúng ta càng niệm Phật, chúng ta cảm giác rất sâu sắc về lời chư tổ dạy. Cái câu này là thiền sư Bách Trượng ngài dạy đó, bậc cũng là tổ sư của thiền tông. Ngài nói rằng tu pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Ngài dạy như đó từng đọc qua. Từ nơi đó chính mình càng niệm Phật, mình cũng thấy tu pháp môn tịnh độ này càng tu càng niệm Phật thì thấy rất vững vàng, rất yên tâm. Vì yên tâm là niệm Phật được giảng sanh có cái bằng chứng là 48 lời nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ. Và nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà ngày phát nguyện, mà Đức Thế Tôn ngày giới thiệu. Đức Phật A Di Đà phát nguyện chúng sanh mười phương là trong đó có chúng ta hết luôn. Chỉ cần nghe danh hiệu của ngài là danh hiệu A Di Đà Phật, hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Từ khi nghe thì cả đời niệm, gọi là chí tâm. Người có cái tâm mà niệm như vậy gọi là tin và thích, gọi là tin ưa. Chí tâm tin ưa niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Đến khi mệnh chung, người này chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì ngài đến tiếp dẫn. Đây là bằng chứng để cho chúng ta thấy vững vàng khi mình niệm Phật. Mà lời của Phật dạy khuyên mình, nên mình thấy đây bằng chứng này là chắc nhất. Từ trong kinh Phật dạy, nếu như mà lời nguyện này không có thật thì chư Phật Bồ Tát từ bi nhất định sẽ thị hiện đến, không để nó tồn tại tiếp tục. Nhưng mà lời nguyện này là lời nguyện chân thật ngữ, nên từng đời truyền xuống, nên chúng ta niệm Phật vô cùng vững vàng, yên tâm, không có lo nghĩ sợ sệt gì hết. Mình chỉ cần chân thật niệm Phật là nhất định có kết quả. Nhất là cái cuộc sống hiện tại mình đang sống là mình đã thấy mình có được cái sự lợi ích khi mà niệm Phật rồi. Khỏi cần nói chi cái chuyện cao xa, mà hiện tại chúng ta niệm Phật chúng ta đã thấy lợi ích rồi còn gì quý vị. Chỗ này là xác thực 100%, chính những đức có cảm giác. Chính những đức niệm Phật, những đức đã thấy cái sự lợi ích mà ngoài sức tưởng tượng của mình luôn quý vị. Những đức nói thật là ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Người thầy mà ngày xưa mà dạy những đức niệm Phật á, chính ông cũng nghĩ rằng ngoài sức tưởng tượng của ông, không thể nào suy nghĩ ra nổi một con người mà không biết gì cả, trong Phật Pháp không biết gì hết quý vị. Đây là xác thực mà chỉ có niệm Phật thời gian 5-6 năm thôi mà tự nhiên nó hưng khởi đạo tràng lạ thường. Phải chi mà quý vị thấy những đức mà đi chỗ này chỗ kia, gặp vị này vị kia để cầu học, mà dùng bao nhiêu cái phương tiện để mà mình hướng dẫn người ta niệm Phật, rồi nói chuyện khéo léo, học thức đồ này kia đồ, thì quý vị không nói đúng không? Còn xác thực quý vị thấy rõ ràng, từ khi quý vị viết những đức tới giờ, những đức đâu có đi đâu đâu, đâu có đi đâu mà ra nước ngoài hay nước cơm nước gì đó, chỉ có ở chùa niệm Phật thôi, hướng dẫn người già thôi đúng không? Nó xác thực rõ ràng, quý vị thấy cái đạo tràng hưng khởi. Nên mình nói ngoài sức tưởng tượng mình suy nghĩ, mà chính những đức có khi ngồi suy nghĩ, những đức nói có khi mình nói chuyện mà giống như là không phải mình nói chuyện, giống như ai nhập mình hay sao mà viết mà nó dạng lắm quý vị ơi. Viết mà nói chuyện với công chúng nó dạng lắm, chứ đúng ra mà ngồi nói chuyện gì nó không có đơn giản, lỡ nó quên rồi sao. Thí dụ như quý vị cái tâm lý nó nghĩ rằng bây giờ ngồi trước công chúng lỡ nói không được sao, rồi nói lia lịa chứ nói một chút tự nhiên nó quên mất tiêu cái đoạn đó, không nói nữa nó im gu rồi sao. Sao dám nói, quý vị nghĩ gì sao dám nói. Nhưng mà ngộ thay quý vị ơi, niệm Phật nó có một cái sự vững vàng của tâm làm sao á, và nó yên tâm làm sao á. Nên những đức nó rõ ràng pháp môn niệm Phật này chúng ta tu là vô cùng vững vàng. Vì 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta thấy rõ ràng đây là bằng chứng. Nếu mà nguyện tới 18 là mình niệm Phật là chắc chắn giảng sanh ngày tiếp dẫn. Ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, người này không có tu. Người tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp họ không có tu. Họ không có tu nên họ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Từ nơi đó đã không tu thì sao mà giảng sanh. Nếu người này đã tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp
mà họ biết quay đầu họ niệm Phật, họ cầu sanh cực lạc chân thật, họ vẫn được giảng sanh nghe. Phải nhớ á, cái người tạo nghiệp nặng cỡ nào mà quay đầu niệm Phật vẫn được giảng sanh á. Nhớ cái câu quay đầu nghe quý vị. Mà trong Phật môn vẫn có cái câu mà trong kinh giáo Phật vẫn dạy, quay đầu là bờ, đúng không? Đó. Vậy thì người tạo tội nghiệp cỡ nào, phá thai nhiều lần cỡ nào, lấy chồng người ta, lấy vợ người ta, làm bao nhiêu điều tội lỗi ở thế gian này mà cái người đó mà người ta nghe đến rùng mình rợn ốc, quá hung ác rồi. Vậy mà người này khi mà nghe pháp môn tịnh độ mà người này tin và chịu niệm Phật và quay đầu, nhớ câu quay đầu niệm Phật. Quay đầu có nghĩa là sửa đổi lỗi làm đó đó, cái việc sai lầm nó không làm nữa mà quay đầu niệm Phật. Người này chỉ cần từ ngày đó quay đầu tín nguyện niệm Phật và quyết chí cầu sanh cực lạc, vậy mà người như vậy niệm Phật vẫn được giảng sanh à. Nên cái pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm quý vị ơi. Từ lòng tin mà phải hiểu nó mới tin được. Phải có cảm giác, khi mình niệm Phật mười mấy năm mình có cảm giác rồi. Thí dụ như bây giờ Nhân Đức lên nói chuyện, Nhân Đức có suy nghĩ đi qua đây nói cái gì đâu. Mà có suy nghĩ cũng đâu có nói nhiều như vậy được. Dù bên kia có suy nghĩ cái gì lập luận để mình qua bên đây nói cái gì. Nhưng mà sao mà trong vòng thời gian tiếng rưỡi quý vị có thể suy nghĩ bên đó mà qua đây nói một lúc một tiếng rưỡi đồng hồ được quý vị. À, vậy đó mà qua nói là nói từng lớp nói nó nghe được nha. Nó cứ hết câu này đến câu khác nó nói hoài vậy đó. À, từ nơi đó thì quý vị thấy rõ ràng là con vật hiệu này khi mình niệm á, nó có một cái sự mà phát sinh được trí tuệ từ tự tánh hiển lộ quý vị. Nó có chỗ này. Và khi mình niệm Phật nó có một cái sự bình an, bình tĩnh làm sao á. Và khi mình niệm Phật á, cái ngã mạn kiêu ngạo của mình, cái ta đây của mình nó giảm. Mà những thứ này là những thứ mà nó che cái tự tánh hiển lộ của chúng ta nè quý vị. Mà khi niệm Phật là những cái đó hình như là nó vẹt qua được. Nên từ nơi đó mà trong tự tánh nó hiển lộ những cái khả năng mà một phần nào giống Phật nó xuất hiện ra. Nên con người nó có một cái khả năng mà ngoài sức tưởng tượng của mình. Mà đây là chính mình cảm nhận mình làm thì mình mới có một cái sự mà tin tưởng càng cao lên. Đây là những đức mà trong công chúng, những đức sống mà mười mấy năm nay những đức đi tu, những đức thấy rõ ràng quý vị. Nên tin dữ lắm. Lòng tin này nó mãnh liệt lắm quý vị. Dù mình còn phàm phu, mình vẫn còn làm sai nghe. Nhưng mà quý vị biết rằng lòng tin mình đối với pháp môn tịnh độ này cao dữ lắm. Mà mình nói rằng nếu như mà mình mà không gặp pháp môn tịnh độ này, những pháp môn khác không thể nào mà mình có thể đột phá mình tu vô nổi đâu. Chắc chắn không thể nào mình tu vô nổi. Thí dụ như người ngồi trong đây hay người có thể nghe những công đoạn này, quý vị đã từng tu các pháp khác, quý vị suy nghĩ đi, quý vị có thể vô nổi không? Có khi chúng ta tu cho qua ngày đoạn tháng, tu miễn cưỡng, lỡ tu mấy năm rồi bây giờ buông uổng quá, thôi tu đại cho xong. Có nghĩa là không dám mong mỏi cái chuyện giải thoát gì, đúng không? Những người đã từng tu các pháp khác. Như vậy mà khi quý vị niệm Phật thì tức khắc quý vị có một cái tâm mà phát lên rằng mình có thể được giảng sanh. Mình có thể được giảng sanh. Nó lạ như vậy, khi niệm Phật á, thì nó lại có cái cảm giác này. Nó lại có cái cảm giác là mình có lòng tin, mình niệm Phật mình có thể được giảng sanh. Vì sao? Vì 48 lời nguyện giúp cho chúng ta vững vàng cái tâm. Đó. Nên từng chủ nhật nào đi đến đây cũng bổ túc cái tâm niệm Phật này. Nên khi mình gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa, mình cũng không có bỏ pháp môn tịnh độ. Không có bỏ là do gì? Mình được bổ túc nè. Bổ túc gì thì nó không thể nào bỏ pháp môn tịnh độ được. Nên cái ngày cộng tu chủ nhật nó quan trọng lắm. Mà nó cũng giải tỏa được rất nhiều thứ trong cái tâm tư mình đó quý vị à. Con người mình buồn khổ là do gì? Trong tâm tư mình nó nhiều thứ nặng nề quá. Nhiều thứ bất an lo âu mà nó làm không được mà nó cũng bất an, nó cũng lo âu hoài vậy đó. Mà nó để trong tâm nó lo hoài, nó làm cho mình khổ đó. Mà mình là tu hành niệm Phật từ từ rồi mình mới nhìn ra, ô trời ơi, bây giờ điển hình như ông thầy Đức đi, ông lo cho bao nhiêu trăm người vậy? Bây giờ làm sao mà ông lo âu, làm sao mà ông làm được đây, mà sao vẫn sống bình thường? Năm này qua năm khác cũng là sống bình thường mà người ta sống tốt vô cùng. Còn mình làm gì? Gia đình có hai ba người mà mình bận tâm hoài hả? Cứ bận tâm hoài mà nó làm cho mình bận tâm hoài, không chịu buông được nghe. Mà cần niệm Phật, cần nghe Pháp để nó giải tỏa cái tâm, rồi từ từ nó mới buông được nha quý vị. Nó không có đơn giản đâu. Nên những đức nói nè, sáng nào mình cũng chia sẻ nửa tiếng đồng hồ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, buổi chiều thì quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Nếu quý vị mà cả đời muốn niệm Phật mà không bị bỏ cuộc hai cái bài học đó, học đi. Những đức tin chắc rằng nửa tiếng đó là tinh hoa chính không mà để nhắc nhở hoài luôn.
mà lờ phần nhiều là chư tổ sư, những đức đọc nguyên văn không à. Nên quý vị được bổ túc hoài thì nó hâm nóng hoài, quý vị không bỏ cuộc. Còn tu có ngôn tịnh độ thì mà nó lạc lạc là nó bỏ cuộc à. Nó lạc lạc là nó phai liền không nói chứ á. Rồi thêm cái thờ khóa những đức hướng dẫn đưa lên á, quý vị tu được chắc chắn luôn, những đức tính kỹ lắm rồi đó. Hỏi có một tiếng hồ mà tu không được nữa thôi khỏi tu luôn. Niệm địa chung 20 phút thôi, niệm nó hút vô cùng. Vừa niệm xong bắt đầu là quỳ lên lễ Phật có 45 phút mà quý vị có thể tu được rồi đó. Nếu như những đức đưa lên thờ khóa 1 tiếng rưỡi là quý vị rớt liền. Đừng có nói dài nữa, 1 tiếng rưỡi đó quý vị rớt rồi đó. Nhưng mà 1 tiếng đồng hồ là được, dính những đức đã tu rồi, những đức kinh nghiệm. Thà mình tu ít một chút gì đó mà mình tu hết thờ, còn hơn là mình tu nhiều mà mình tu giữa chừng mình bỏ cuộc, bỏ cuộc nó chán lắm nha quý vị. Tu giữa chừng mà bỏ cuộc nó chán dữ lắm. Thà mình làm được thì tự nhiên nó hưng khởi tâm. Đó. Nên từ nó đó cứ là như vậy. Thì mỗi một gia đình là một đạo tràng niệm Phật. Sáng tối dụng công tu, cả ngày bấm số niệm Phật. Chủ nhật sắp xếp được đi đến đây cộng tu. Bây giờ ngày nay 29 nè, tháng 10 nè, chúng ta còn 17 ngày nữa là lễ viết Đức Phật A Di Đà. Ngày lễ viết cũng như là ngày chúng ta tưởng nhớ đi đến Đức Phật A Di Đà. Nên ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà rất là đông. Như những ngày chủ nhật cộng tu hay những ngày lễ vía của chùa mình, quý vị mà cộng tác để mà cùng tu thì đặc biệt lắm. Vì cái lực lượng người mà đến để cùng tu nó quá đông. Giống như những đức từng nói rằng, chúng ta thắp một ngọn đèn của mình thì nó sáng không được bao nhiêu đâu. Nhưng mà nhiều người, mỗi người thắp một ngọn đèn mà nó quá đông, giống như kết cái lực lại thì nó thành đại lực. Thí dụ như cái nghiệp mình phá thai hay gì nặng nề, hay là cái nghiệp chướng mình nó quá nặng nề, nhưng mà nó nhờ trong cái công chúng này nè quý vị, trong cái đại chúng này nè, rồi trong cái đại chúng mà lễ vía Đức Phật A Di Đà sắp tới hai bên này, mình đến mình tu 2 ngày nó xứng đáng vậy lắm. Mà nó nhờ cái đại lực này nó mạnh, mà nó có thể cái chuyển cái nghiệp lực của mình được. Mình là cái nghiệp lực cũng nặng nề, phải dùng cái đại lực mới chuyển được cái nghiệp lực của mình. Nó mới nói là đức chúng như biển cả mênh mông là gì đó. Nên ngày 16 chúng ta tổ chức bên Đại Tùng Lâm. Quý vị chừng 4-5 giờ là có mặt tại Đại Tùng Lâm là được rồi đó. Ngày 16 tháng 11 âm lịch. Ngày 17 thì chúng ta cả ngày đã tu bên đây. Cả ngày tu bên đây, 4 thời đức tu chung với quý vị. Chiều lại một cái là chúng ta thỉnh hòa thượng khai thị chút, những đức nói chuyện chút xíu thôi. Bây giờ lễ lọc những nói chuyện rất là ít, mà cái chủ trương của mình quan trọng nhất là lễ Phật. Ngay ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà, bên kia lễ 1 tiếng rưỡi, bên đây lễ 1 tiếng rưỡi. Lễ Phật làm chính luôn. Nha. Lấy lễ Phật làm chính luôn. Đó. Nên chúng ta lễ 1 tiếng rưỡi đồng hồ khỏe re quý vị, lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm hai bên mà 6 tiếng đồng hồ còn lễ được, mà này hai bên lễ có 3 tiếng thôi mà. Nó mà lễ Phật là lấy lễ Phật làm chính luôn. Quý vị nhớ rằng là chúng ta đã nghe nhiều rồi. Bây giờ đến lúc phải hành trì, phải tu rồi. Nên mỗi tuần gì này có rất nhiều người quý vị mới đến lần đầu luôn á, người ta dẫn đến thì mình phải nói chuyện gì để mà nó hưng khởi cái tâm tu. Rồi mình lễ Phật 45 phút là để hướng dẫn người ở nhà tu đó. Nếu như mà nó không có nói chuyện này mà lên tu luôn thế, tức khắc đạo tràng này nó không hưng khởi, mà nó không thể nào người ta đến đông gì đâu. Quý vị nhớ này, có nhiều đạo tràng mà 10 người, 20 người, 30 người mà người ta lập nên đó quý vị, mà người ta tu cái cách này mà người ta nói những đức là nó lợi ích vô cùng. Có nghĩa là những đức chỉ người ta đó là cứ là tập trung người 10 mấy 20 người đó, rồi bắt đầu là niệm địa chung 20 phút 4 chữ, lễ Phật 45 phút, rồi xong nghe nói chuyện nửa tiếng, hoặc là cho nghe nói chuyện nửa tiếng trước đi, rồi đầu đà niệm địa chung 20 phút, lễ Phật 45 phút, nó hưng khởi liền. Tức khắc cái đạo tràng nó hưng khởi liền, mà người ta thích đến tu vô cùng. Vì sao? Vì nó cứ tán thán niệm Phật, nó cứ tán thán niệm Phật, nó tán thán niệm Phật. Nó được sự lợi ích lớn dữ lắm quý vị. Nó làm cho mình hưng khởi cái tâm tu. Còn nếu không mà đi đến mà tự nhiên tu đi tốt đó, mà không ai nói cái gì nghe quý vị, nó không hưng khởi tâm á. Phàm phu mình là rất cần nghe để hưng khởi được tâm. Nó rất cần nghe, nó bổ túc hoài. Thì quý vị biết rằng thiết pháp nó quan trọng đến mức nào thì đi tụng trong kinh Vô Lượng Thọ thì biết là thế giới cực lạc. Cái người giảng sanh về thế giới cực lạc á, người ta đã nhập vào dòng thánh rồi đó. Vậy mà Đức Phật A Di Đà ngài tu hành đem cái phước đức công đức đó mà lập nên thế giới cực lạc là do cái nguyện. Vậy mà trong cái nguyện ngài vẫn có cái nguyện là ở cái quốc độ của ngài á,
chim hót cũng thuyết pháp, mà gió thổi cũng thuyết pháp, nước chảy cũng thuyết pháp, cây động cũng thuyết pháp, nó đều là phô diễn pháp âm. Thì quý vị mới biết được rằng là cái sự thuyết pháp nó quan trọng cỡ nào. Nên Ngài mới dùng cái thuyết pháp để cho người ta nghe để hiểu. Cái thuyết pháp là để nó thông cái tâm mình quý vị. Nó thông cái tâm. Giống như một cái đường cống mà nước nó muốn chảy qua thì cái đường cống này phải thông thì nước mới chảy qua được. Nhưng nếu nước mà nó không chảy qua được là do gì? Cái đường cống này nó bị nghẹt. Vậy thì muốn nước chảy qua thì phải thông cái đường cống trước rồi nước nó mới chảy qua được. Nên chúng ta muốn tu hành tiến bộ và chúng ta muốn sống an lạc, an vui thì chúng ta phải hiểu cái nguyên lý là thông tâm. Tâm đã thông rồi thì tất cả sự việc rắc rối của nội tâm gọi là nghiệp chướng nó sẽ không còn chướng ngại được, vì tâm đã thông. Mà tâm thông là nhờ nghe pháp. Nghe pháp nó thông được cái tâm thì lúc đó chúng ta mới dụng công niệm Phật được. Nên quý vị biết vì sao mình tu mà an lạc không? Vì cái tâm mình đã thông đối với môn tịnh độ, nó không còn phân vân, mà lòng tin mình nó đã kiên cố thì tức khắc mình cảm giác mình niệm Phật mình thích vô cùng. Thì lúc đó quý vị càng tu càng thấy an lạc. Đó. Thí dụ như giờ quý vị đang ngồi đây đau chân mà không dám thẳng chân ra đi là do tâm nó chưa có thông. Nếu quý vị mà đã hiểu rồi thì thẳng chân ra cho đỡ đau chân thì tức khắc là thông tâm rồi. Còn cái tâm nó nói bây giờ thẳng chân ra thì sợ ông thầy ông nói mình bắt kính, mà không thẳng chân ra thì nó quá đau chân là chưa thông tâm, đúng không? Tự nhiên những đức nói thôi thẳng chân ra vì quá đau, mà cái tâm nó cứ đau chân thì nghe cũng không được, thà mình thẳng chân ra để mình nghe pháp. Thì tức khắc ông thầy ông nói vậy cái tâm mình nó thông rồi, lúc đó mình thẳng chân ra mình thấy vô cùng thoải mái, đúng không? Đó, nguyên lý là như vậy đó. Con người mình thường là nó bị phân vân, không biết đúng hay sai, không biết đúng hay sai, không biết đúng hay sai, nó cứ là phân vân như vậy đó. Nên nó cần nghe pháp để mà nó giải tỏa cái chỗ đó đi, cái chỗ vướng đó, đó là nó giải tỏa. Nên gọi là chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng là nó thông được cái tâm, là tiêu trừ nghiệp chướng. Có nhiều người chúng ta là không có hiểu, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải lễ lại bao nhiêu lại để tiêu trừ nghiệp chướng, chúng ta phải sám hối cái gì để tiêu trừ nghiệp chướng, chúng ta phải đọc bao nhiêu câu kinh sao để tiêu trừ nghiệp chướng. Không phải. Đó chỉ là một cái phương pháp mỗi một người dùng làm sao để hiểu cái cách tiêu trừ nghiệp chướng. Thí dụ như bây giờ lúc trước mình mang nghiệp phá thai nhiều lần, bây giờ mình biết tu, mình biết niệm Phật rồi mà trong tâm mình cứ thấy hối hận. Ngày xưa mình phá thai nhiều lần, cứ mỗi ngày nó ưa suy nghĩ cái chuyện phá thai nhiều lần, nó cảm thấy hối hận. Vậy thì quý vị là mỗi ngày đang lôi nghiệp chướng lại chứ không phải tiêu trừ, mà quý vị đang lôi nghiệp chướng lại, hiểu không? Giống như ngày xưa chưa hiểu thì phá thai nhiều lần mà không quan tâm, không quan tâm. Nhưng khi hiểu đạo, nghe nhân quả sợ thì lúc đó mới nghĩ là việc làm mình nó quá sai, quá ác. Thì lúc đó lại quay lại nhiều quận, quay lại để làm cho mình nặng tâm thêm. Còn lúc mà chưa hiểu thì không quay lại mà cứ tha hồ làm ác, cứ sống mỗi ngày ung dung tự tại đi làm ác, không quan tâm gì hết. Đó cũng là việc làm ác, đi vào con đường ác. Và cái việc mà chúng ta quay cái tâm ác đó lại nhiều quận thì nó cũng là tiếp tục tạo nghiệp ác của mỗi ngày. Bây giờ chúng ta niệm Phật thì dùng cách nào để thầy? Chúng ta mỗi ngày chỉ cần nhớ A-di-đà Phật. Còn tất cả những việc phá thai hay làm ác lúc trước, chúng ta dù có nói ra cũng là để nhắc người, vì chính mình đã làm ác. Mà mình bây giờ vẫn tu được, vẫn có thể hướng dẫn người tu được. Nói lên đó là không phải chấp, mà là vì chúng ta vì người, một số người đang làm ác mà chúng ta nói ngày xưa tôi cũng ác, bây giờ tôi cũng tu được, là vì người ta mà nói. Còn nếu như quý vị ngồi đâu cũng tưởng nhớ đến việc phá thai làm ác, hoặc làm những điều sai lầm, hoặc chính bản thân mình đã làm những điều rất tồi bại, mình cảm thấy mình bây giờ rất hổ thẹn. Nếu mỗi ngày hổ thẹn như vậy để mà khóc lóc như vậy thì không phải tiêu trừ nghiệp chướng, mà quý vị đang tạo nghiệp thêm của mỗi ngày. Vậy thì làm sao mới tiêu trừ nghiệp chướng? Là chỉ nhớ A Di Đà Phật. Còn tất cả những việc ngày xưa cũng như là một bài học của cuộc đời mà làm kinh nghiệm để chúng ta đừng dẫm lên con đường đó nữa. Giống như chúng ta biết tu rồi, khi chúng ta bước xuống bùn thì chúng ta tức khắc bước lên khô. Còn nếu như chúng ta không biết tu thì chúng ta bước xuống bùn chúng ta sẽ đứng lâu, mà đứng lâu thì nó càng lúng, mà bước lên liền thì chúng ta gửi chân là xấu. Nên cái nguyên lý của cái nghiệp và chuyển nghiệp là sao? Nghiệp là như vậy, thí dụ như bàn tay đưa như vậy là nghiệp đi. Chúng ta không biết tu, chúng ta bước xuống như vậy, chúng ta cứ đứng như vậy,
là nó càng lúng là giống như càng tạo nghiệp thêm lên. Còn bây giờ chúng ta biết tu thì vừa tạo nghiệp như vậy, chúng ta quay lại gọi là chuyển nghiệp. Quay lại là chuyển nghiệp, nên nói là quay đầu là bờ. Nên đừng bao giờ đem những cái nặng nề mà ngày xưa đã từng tạo không phải mà để áp đặt mình mỗi ngày sống trong những ngày tháng nặng nề của nội tâm. Sống như vậy nó không phải là tiêu nghiệp mà nó là tăng nghiệp, không phải là sám hối mà nó là tạo thêm nghiệp. Sám hối là quên nó và nhớ ai với đạo Phật, và từ niệm có Phật hiệu mà nó phát triển cái thiện để sống, để giúp người, để làm những điều tốt, đây gọi là sám hối. Vì ngày xưa mình đâu có làm điều thiện, mình làm điều ác, đây là tạo nghiệp. Bây giờ thì mình đoạn ác là không làm ác, mà mình làm điều thiện, mình niệm Phật, đây gọi là sám hối. Sám hối chân chính là chúng ta ngừng lại, không làm ác và tiếp tục phát thiện, gọi là đoạn ác tu thiện, là người chân thật sám hối. Nên từ nơi đó mà pháp môn Tịnh Độ này đặc biệt vững vàng cho chúng ta tu. Nên chúng ta rủ người cùng tu niệm Phật. Quý vị nghe Nhật Đức nói chuyện chưa bao giờ Nhật Đức nói về cái chuyện cao xa gì, về niệm Phật cái này kia gì cao xa gì, thì công nhận không? Nhật Đức hướng dẫn rất là đơn giản, chính Nhật Đức đã dùng đơn giản, mà cả đời Nhật Đức cũng là dùng đơn giản. Nhật Đức không bao giờ nói cái chuyện mình niệm Phật mình đạt được cái gì cả. Tôi nói rằng tôi niệm Phật được vui, tôi niệm Phật tôi rất vui, tôi niệm Phật tôi không có bị cái búng víu gì nặng nề hết. Như vậy thì quý vị hỏi, thầy niệm Phật thầy không có bị búng víu cái gì nặng nề hết, con cũng chưa hiểu rộng được câu này, thầy có thể nói rộng ra một chút được hay không? Thí dụ như bây giờ đối với cõi đời này, thầy có bị thương thích người nào không? Hoặc thầy có thương thích ngôi chùa này không? Hoặc thầy có thương thích cái danh này không? Tất cả những cái này đều có hết, nhưng chỉ có cái chỗ này mà tôi được an vui. Chỉ có cái là thương thích với cái chuyện ở cái cõi đời này, giữa con người với con người là phải thương quý nhau và thích mến nhau để giúp đỡ nhau. Còn ngôi chùa thì nó che mưa che nắng cho mình, nên mình phải dọn dẹp sơn phết lau chùi là cái nguyên lý sống. Như cái mền mình đắp xong mình xếp ngay ngắn lại, đó là biết ơn và đền ơn trong lúc đó. Chứ không phải là chúng ta thương nhau như ngày xưa mà thương nhau là bám víu nhau, là nói đây là cái của mình, đây là cái của ta, không ai được quyền nhìn đến và đụng đến. Nó không còn cái tâm này nữa. Và chùa chiền thì chúng ta là sơn phết dọn dẹp, nếu làm chủ được chùa thì để cho chúng sanh để nương tựa, để cho người ta được có chỗ để mà quy về để tu đạo. Phải nhớ, có nghĩa là tất cả những tình thương mến quý trọng đều là có hết, nhưng chỉ có được một chỗ mà chúng ta hiểu mà làm mà an vui là chỗ nào? Là chúng ta không bị dính mắc. Chỉ có đúng một chỗ là không dính mắc. Hiện tại đủ duyên thì chân thật mà làm việc thiện, còn không đủ duyên thì cả việc thiện cũng không hoàn duyên. Nếu quý vị có thể sống được như vậy thì vô cùng là tự tại. Như phóng sanh, đủ duyên phóng sanh thì phóng sanh, không đủ duyên phóng sanh thì khỏi phóng sanh. Vậy thì đủ duyên niệm Phật ra tiếng thì niệm Phật ra tiếng, không đủ duyên niệm Phật ra tiếng thì chúng ta niệm thầm trong tâm. Nhớ, được chồng thương yêu thì cũng cảm thấy đây là một cái phước. Nếu bị chồng ghét bỏ thì cũng không buồn phiền, mà thương yêu thì cũng không dính mắc. Chứ không phải là mình không được thương yêu mà mình mơ mộng người ta được thương yêu như vậy, mình mơ mộng, không phải. Mà mình luôn luôn là hiểu rằng thương yêu không dính mắc, bị ghét bỏ không buồn phiền. Có nghĩa là sống ở cõi đời này, thiện và ác, chúng ta vẫn là đủ duyên thì cũng ở trong đó để sống cho hết một đời này thôi. Vậy thì tức khắc quý vị càng tu càng niệm Phật, quý vị càng tự tại. Hình như là dưới cái cảnh duyên gì quý vị cũng sống được cả, đều sống được hết. Phải nhớ cái câu là niệm niệm gì người, nó phải rộng ra chỗ này thì mới đạt được cái chỗ mà tu hành có được sự an lạc lớn quý vị. Chính Nhân Đức thấy là càng niệm Phật càng thấy an lạc lớn, càng niệm Phật càng thấy an lạc lớn. Mà khi an lạc lớn có được rồi thì phước báo lớn xuất hiện. Mà phước báo lớn phát triển từ niệm Phật thì phước báo lớn này rất thanh tịnh, nó điều tiết rất thanh tịnh quý vị.
Chứ nó không phải là nó hướng đến cái chỗ mà không biết đủ. Cái người mà niệm Phật có cái tâm vãng sanh á, là họ sống họ rất biết đủ. Họ sống biết đủ. Còn cái người mà sống không biết đủ là người này chưa phải là người có tâm cầu vãng sanh thật sự đó quý vị. Phải nhớ đó. Cả làm việc thiện, cả hướng dẫn người, mà nếu quý vị mà biết đủ vẫn là an lạc. Còn cả hướng dẫn người làm việc thiện hay bất cứ một chương trình gì tốt mà quý vị không biết đủ, quý vị vẫn là đi vào con đường bất thiện. Phải nhớ. Có nghĩa là mình làm sao mà mình làm hết lòng mình thôi, chứ mình đừng có muốn nó phải tăng tiến cao xa, tăng tiến thêm. Chưa biết đủ, tăng tiến thêm. Phải dùng cách gì để tăng tiến thêm. Vì thế nào quý vị cũng rớt à. Thế nào cũng rớt. Nên chúng ta sống mỗi ngày vô cùng biết đủ. Biết đủ nhất là gì? Chúng ta được niệm Phật là thấy biết đủ nhất. À, hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, quý vị về chùa quý vị thấy mỗi tuần chủ nhật mà cúng thí thực quý vị thấy phong phú ha. À, tu sáng tới giờ ra thấy đồ ăn thèm rất ruột. Thì quý vị biết đồ ăn cúng gì là ngon đó. Khi mình nhìn đồ ăn mà mình thấy ngon á, có nghĩa là mình cúng cho chư hương linh đã thích á. Còn mình thấy mà mình ớn á, có nghĩa là hương linh cũng ớn luôn. À, nên từng nào chủ nhật mình về đây á, thì người thân mình, những người mắt chưa siêu thoát, người ta cũng về đây người ta hưởng được nè. Và những thai nhi á, người ta về đây người ta mừng lắm á, không giỡn đâu. Có sữa này không, bánh đồ quá trời luôn. Nên từ nữa đó người ta vui lắm. Mà từ cái tâm cúng này nè, nhớ nghe, từ cái tâm mà nó hiện cái tướng mà gọi là cái tướng cúng trước mặt mình thấy, là người ta không phải là bốc người ta ăn, không phải đâu, mà là hình tướng này mình cúng là mình phát tâm mình tặng cho người ta qua một cái tâm thức, người ta là hương linh hưởng được. Còn đồ ăn này thì bình thường mình ăn bình thường thôi, chứ đâu phải là hương linh mà sao mà cầm đồ ăn này, cầm chắc mình chảy mắt dép quá. Bây giờ mà đang cúng gì mà hương linh người ta bốc đồ ăn, người ta cầm thấy lên trái nho nó toàn ten toàn ten. Rồi cái chai nước ngọt nó toàn ten, chắc quý vị đây chạy mất dép hết trời, trời ghê quá. Cái gì đâu mà đồ ăn gì đâu mà bao nhiêu trái nhãn, bao nhiêu miếng dưa hấu mà bây giờ nó bay tùm lum tùm la hết trơn, chắc chạy hết trơn quá đúng không? Nhưng mà do gì cái thức ăn này là bày ra để cái tâm thức mình nó nhìn vào, rồi mình mới phát tâm mình cúng ra, thì từ tâm thức này nó giúp cho hương linh người ta no lòng. Hiểu không? Chứ đừng có nói đồ ăn này không ăn được là tầm bậy, thấy không? Nói đồ ăn này là bình thường không có gì hết. Mà khi cúng gì đồ ăn này quý vị ăn nó khỏe mạnh. Nít về chùa mình mà thông minh khỏe là nhờ ăn đồ ăn cúng đi thực á. Không giỡn đâu. Người ta cúng người ta, quý vị có thấy những đứa gia trì chưa? Cái lúc gia trì cái mặt này chúng quý vị nhìn nè. Nhìn cái mặt ngầu lắm chứ không có giỡn đâu, chứ không phải cúng mà chê chê, không phải đâu. Nó là công lực tu hồi sáng tới giờ người ta gia trì, người ta giải như vậy đó. Mà nó đồ ăn này là tự nhiên nó âm hưởng Phật pháp tu hành nó nít nè. Nó hưởng được cái lọc của chùa, nó khỏe phải không? Đó, nên hôm nay cụ ở chùa mình có một bà cụ mới mắc nè, hồi sáng Nhân Đức không có phóng sanh. Nhân Đức nói trưa nay phóng sanh, Nhân Đức hồi hướng cho bà. Thì bà chứng minh cái vậy thôi, mình hồi hướng cái tâm mình. Rồi tất cả tên ở trong đây cầu an, cầu siêu là mình hồi hướng chung hết nha. Chứ kêu Nhân Đức đọc nguyên một cái sớ này là mệt lắm, không giỡn á. Nên nay chúng ta nguyện đem công đức này nè, từ niệm Phật, lễ Phật, rồi phóng sanh cúng thí thực, ở trên là hồi hướng cho Hòa Thượng, chúng ta nguyện cho Ngài có sức khỏe để mà chủ thế gian lâu dài, chúng ta nương vào cái đức của Ngài để hành đạo. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả quý vị đang đi đến đây niệm Phật, và gia quyến quý vị luôn luôn có sức khỏe, và quý vị cũng có sức khỏe, và gia đình biết niệm Phật nên sống bình an, hạnh phúc, và con cháu mình dạy biết nghe, các cháu cũng có sức khỏe, các cháu thông minh học giỏi, nghe lời cha mẹ và hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo. Và chúng ta nguyện đem công đức này và cầu siêu cho tất cả những người ghi giấy cầu siêu ở đây và quý vị, trong tâm muốn cầu siêu cho gia quyến của mình và cầu an cho gia quyến của mình. Và chúng ta hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc chưa được siêu thoát đều nguyện đem công đức này hồi hướng, nguyện cho tất cả quý vị
để buông xuống cái tâm tình chấp ở cõi ta bà này. Tình chấp cõi ta bà thì tình chấp luôn cái việc mà hận thù, muốn theo đòi nợ, buông xuống luôn. Nên nghe theo lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy, chỉ chúng ta nên niệm Phật A Di Đà để cầu sanh về thế giới cực lạc. Mà muốn giảng sanh thì phải buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, không buồn, không hận, không trách, mà mang cái tâm hoan hỷ để niệm Phật. Vậy thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ phóng ánh ngọc hào quang đi tiếp dẫn quý vị về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, hưởng được một cái cảnh giới thù thắng, không già, không bệnh, không chết. Đây là một cái quốc độ an lạc mà chúng ta phải về. Muốn về thì phải không có tâm hận thù, từ nơi những người còn sống cho tới những người đã chết đều không có tâm hận thù đòi nợ, mà nên nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim thi nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng hổ tình chúng ngà kim thi nhờ cung, biến thập phương nhất thiết tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim thấy nhờ cung, phượng nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, lục lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà phả việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phả việt nhật ra hồng, phả việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh hổ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Tuy những đức cúng một chút gì đó quý vị, nhưng mà cái lực của đại chúng nó mạnh lắm, nên quý vị về đây tu là gia đình mình, những người mắc và hương linh được hưởng lợi ích lớn lắm quý vị. A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh.
Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu định hộ pháp pháp bồ đề tâm, mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho tất cả các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân miễn ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mây biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài của mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay thả chim, và quý vị vô cùng hoan hỷ vui vẻ nhìn theo những con chim bay nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, quý vị xuống nhà ăn để dùng cơm nha. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.